hắn tên là thái bạc nhĩ là một pháp sư tử linh mà tử linh thì liên quan đến thi thể liên quan đến người chết tuy vậy hắn lại khôi ngô tuấn tú phong lưu đi đến đâu cũng trở thành trung tâm ánh nhìn của mọi người mà hôm nay mỹ nam tuyệt thế đó sẽ suy tàn ở đây hắn bị trói lên giá chữ thập bên cạnh có rất nhiều người cầm theo lửa lúc nữa sẽ thiêu chết hắn người đàn ông đỉnh đầu phát ra ánh sáng xanh này cam tức chửi rủa hắn là tên trộm mộ xấu xa có sở thích biến thái là chơi với xương nguyên nhân cũng là vì hắn đã trộm đi thi thể của tổ tiên ông ta hại ông ta cùng con trai không có quan hệ huyết thống điều này hắn không phục chuyện ngươi bị cắm sừng với chuyện ta trộm thi thể tổ tiên nhà ngươi có quan hệ gì chứ rõ ràng là tìm hắn để xả hận thôi mà sau đó bọn họ nhóm lửa vào đống lửa chạy bên cạnh hắn bị lửa vây xung quanh nhắm mắt lại cầu nguyện thần tử linh thiên thần bất cứ thần gì đều được lúc này trên trời xuất hiện một tia sáng tiếp theo một quả bóng khổng lồ cũng chui ra phía trên quả cầu ánh sáng có đầy xúc tu dài chúng không ngừng bao quanh cơ thể của hắn không biết qua bao lâu hắn mở mắt ra nhìn hoàn cảnh xung quanh lẽ nào đây là thiên đường sao nghĩ đến việc bản thân nếu như đã chết rồi vậy thì nên tận hưởng giây phút được bay lượn này à thế là hắn bắt đầu đem toàn bộ quần áo cởi sạch chạy như con gà khỏa thân khi chạy nhìn thấy khắp mặt đất đều là xương khô lẽ nào đây là địa ngục sao nhưng thế này là như thế nào dù sao cũng chỉ có một mình ta chính lúc hắn tự cho đây là hòn đảo của mình thì đột nhiên xuất hiện một cô hầu gái có đôi mắt ngọc bích và mái tóc trắng dài bồng bềnh và lúc cô ta nhìn xuống còn nở nụ cười khinh miệt hắn sợ xanh mặt lập tức mặc quần áo vào nữ hầu mở miệng nói ngươi là pháp sư tử linh sao hắn nghe xong liền tự ngộ hóa ra là tìm bổn soái ca lập tức bày ra tư thế vô cùng thân sĩ bổn soái ca chính là pháp sư tử linh tiếng tăm lừng lẫy thái bạc nhĩ còn nữ hầu như cô tại sao lại tìm a nữ hầu chỉ nói cô ta là hệ thống hiện đang trong bộ dạng như này là để thích hợp giao lưu với nhân loại hắn nghe xong liền sững sờ đùa cái gì vậy cả trên đời này thực sự có hệ thống a hiện tại bổn hệ thống phụ trách khai phá thôn tân thủ mới ở đây tìm một pháp sư tử linh làm nhân công vì ngươi phù hợp với yêu cầu của ta nên đem ngươi tới đây ngay lập tức hắn hiểu hóa ra mình tới đây là để làm thuê nhưng nghe đến thủ lao là có thể biến thành thần trong lòng hắn chấn động vô cùng lẽ lẽ nào ngươi có thể biến ta thành tử linh thần sao rốt cuộc phải làm việc gì mà phần thưởng lại hậu hĩnh như vậy lúc này trên tay em gái hệ thống xuất hiện một khối lập phương phát sáng chỉ cần thành nhân công trong công ty trò chơi không giới hạn của bọn ta thì một phần tư cách tử thần sẽ là của ngươi về sau dựa vào thành quả công việc sẽ cho ngươi nhiều hơn sau khi nói xong càng cúi thấp đầu xuống mặt đất nhìn chỉ thấy hắn đang ôm chặt lấy chân của nữ hầu miệng không ngừng chảy nước ra cái bộ dạng này như muốn nói hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm tất cả cho dù là nô lệ của cô em nữ hầu thấy vậy liền tức giận kéo hắn lên nhẹ nhàng tung ra một cú tát sái quái hàm trực tiếp đem hắn đá bay ra xa cái thứ nam nhân nhu nhược hắn ôm mặt khóc lớn tạo ra bộ dạng tủi thân ngươi lại đánh ta ngay cả mẹ ta cũng chưa đánh ta bao giờ mặc dù ta không có mẹ chỉ thấy hệ thống xoa xoa mái tóc của hắn một chút nghi thức cứ như vậy đã hoàn thành hiện tại ngươi đã có tư cách thần xong rồi sao ta thành thần rồi nhưng mà hệ thống lại đạp cho hắn một phát thành thần cũng đồng nghĩa là nhân công của công ty rồi mau đứng dậy làm việc xem ra thành thần ở thế giới này cũng chỉ ngang chức vụ công nhân ở thế giới của chúng ta hắn mặc kệ mặt dày hỏi vậy bà chủ hiện tại cần ta làm gì Hệ thống nói ra lời kinh người, trước tiên là tạo ra con người. Hắn nghe đến từ tạo ra con người thì liên tưởng đến cảnh tạo ra em bé, liền kích động chảy lên láng nước rãi. Ta có thể, bà chủ mau tới tới đây đi. Thế là lập tức đẩy em gái hệ thống xuống mặt đất, sau đó bắt đầu cởi quần áo của cô ra. Đây là bước đầu trong quá trình tạo ra em bé. Em gái hệ thống hỏi, ngươi đang làm cái quần gì vậy? Hắn mặt dày trả lời, đương nhiên là tạo con người rồi. Em gái hệ thống nghe xong liền sững sờ, sau đó cả người cô phát ra ánh sáng. Tiếp đó hắn có một loại dự cảm không tốt, chỉ nhìn thấy em gái hệ thống biến thành nguyên hình, việc tạo người ta nói chính là bảo ngươi làm cho hài cốt ở đây sống lại, không phải hành vi sinh sản. Đậu xanh, thế sao từ đầu không nói rõ đi, hắn hiểu lầm tai hại rồi, cơ mà loại hiểu lầm này nếu được thì hắn cũng muốn hiểu lầm lần nữa. Nhưng mà hắn đột nhiên ngớ người, trước kia nhiều nhất hắn chỉ cho khiến hài cốt di chuyển, hiện tại có thể khiến người chết sống lại sao? Hệ thống lần nữa biến thành nữ hầu gái tóc trắng, đương nhiên có thể, thần tử linh sẽ giúp ngươi phát huy thuật phục sinh hoàn hảo nhất hắn nghe xong liền vui vẻ cuối cùng giấc mộng của ta cùng thành hiện thực rồi chỉ thấy hắn tìm trong một đống xương cẩn thận cầm lấy một chiếc xương sọ lên xem xét sau đó lộ ra bộ dạng cao nhân nói đây là một đại mỹ nữ nói rồi hắn bắt đầu thi thuật với chiếc xương sọ bộ xương khô vốn vỡ vụn dần phục hồi da rẻ mọc lên lúc sau một cô bé lô ly tóc hồng thân thể đầy đặn xuất hiện em gái hệ thống sững sờ xem ra người này vẫn là có thiên phú a nhưng lập tức sắc mặt lại trầm xuống đáng tiếc lại là một tên biến thái nhìn cách hắn bắt đầu chu miệng lên với lô ly tóc hồng kìa còn gì mà đòi sinh sản với hệ thống nữa hệ thống lúc này giải thích cô ta muốn có một nơi tồn tại thiên sứ lẫn thú nhân và con người sẽ là thiên đường trong mộng toàn bộ nhân loại sau đó lại nói trò chơi này sắp tới sẽ có mấy ngàn vạn người chơi đến thăm do vậy trong thôn phải có đủ npc và thiết bị lưu trữ sơ yếu lý lịch cấp độ bờ la bờ la nói dông nói dài một lúc thì lại không thấy hắn đâu nữa, không còn cách nào khác, hệ thống đành biến về nguyên hình, bật chế độ truy sát. Lúc này hắn phát hiện sau lưng có ánh sáng trắng, quay đầu lại nhìn liền hoảng sợ, xem ra kế hoạch cao chạy xa bay không thành công à? Từ hôm nay hắn chính là trưởng thôn của thôn Tân Thủ này. Trong rừng rậm tràn ngập từ khí có vài bộ xương khô đang cầm dìu chặt cây, hắn đang ngồi bên cạnh xem xét bản vẽ như một kiến trúc sư tài năng. Nào là quán rượu, lò rèn, nhà trọ vân vân, mọi thứ căn bản đều xây xong rồi, còn thiếu cái gì nữa à? hắn lại mang bộ dạng cao nhân hay là làm một cửa hàng phong lưu giải trí với mỹ nữ đi ha lời vừa nói xong đột nhiên bà chủ xuất hiện sau lưng hắn sắc mặt u ám nói phong cái gì cảm nhận được sát khí hắn bị dọa sợ vội vàng đứng dậy giải thích phong 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 ta ở đây chính nói đến xây máy xoay gió nhưng bà chủ nhìn chằm chằm loại biến thái như hắn sao có thể tin tưởng chứ sao ngươi lại tới xây dựng thôn rồi hắn mang bộ mặt nịnh hót nói đây không phải là giúp bà chủ chia sẻ công việc sao bà chủ lại nói loại chuyện nhỏ này cứ giao cho tiểu đệ là được rồi Hắn lẩm bẩm, kỳ thật là một chút thưởng thức cô cũng không có, nếu như đem cái thôn này cho cô thiết kế không biết sẽ thành cái dạng quỷ gì. Bà chủ lại nói, không phải ta lệnh ngươi trước tiên đi phục sinh người chết ở đây sao? Hắn gãi đầu ngại ngùng nói cái thuật triệu hồi sinh vật bất tử đó có chút khó khăn. Bà chủ liền ngẫm nghĩ, quả thực là có chút khó khăn, cũng mong sao trong vài ngày hồi sinh được vài trăm người là tốt lắm rồi. Ta cũng chỉ là hoàn thành được một phần bảy mà thôi. Bà chủ nghe xong lời của hắn, ngay tức khắc kinh ngạc hỏi ngươi nói cái gì? Hắn thấy bà chủ không nghe rõ nói lại một lần nữa, ta đã hồi sinh 5871 sinh vật bất tử trong đó bao gồm 2333 nhân loại, 1314 tinh linh và 666 thú nhân, 520 người lùn, 999 địa tinh, 36 ác ma, thậm chí còn có 3 thiên sứ cánh dài, hiện tại bọn chúng đều đang đợi ở trong hang động. Nghĩ đến cũng thật kỳ quái, đây là chỗ nào, loại chủng tộc nào cũng đều có, trong lòng bà chủ vô cùng kinh ngạc thời gian ngắn như vậy lại có thể phục sinh hơn ngàn người. Đúng rồi bà chủ, tại sao ngươi không tự mình hồi sinh? Ta mới chỉ có 1% tư cách thần linh nên hồi sinh rất chi là mệt a. À. Nói rồi hắn lộ ra ánh mắt bỉ ổi nói, hay là chúng ta đổi một chút, ta tới xây thôn còn ngươi thì phục sinh người chết. Bà chủ liền nói, "Bổn hệ thống cũng không phải đóng tiền để tồn tại ở vị trí này, không cách nào dùng tinh lực thần linh để can thiệp vào các sinh vật. Cái này cũng gọi là hạn chế của hệ thống a. Ở thế giới này cấp độ cao nhất có thể đạt được là 90, nhưng em hầu gái hệ thống này lại cấp 9999." Nếu ngay cả người chết cũng phục sinh được thì cô ta đích thị là vị thần tối cao rồi. Hắn cũng lời hỏi rõ, tùy ý búng tay một cái, trên bầu trời xuất hiện một trận gió lốc hấp thụ toàn bộ tử linh, thôn trang vốn dĩ bị tử linh bao phủ cũng hiện ra. Như thế nào bà chủ có phải ta rất lợi hại hay không? Bà chủ nhìn xong liền sững sờ, xem ra vị trí trưởng thôn này của hắn không phải là không có gì. Lúc này hắn lại nhảy vào trong lòng của bà chủ, "Bà chủ ta không được rồi, một lần hấp thụ nhiều khí tử linh như vậy ta lạnh không chịu được." Sắc mặt bà chủ u ám nói, "Phải không?" Sau đó cởi quần áo ra, hắn vừa nhìn thấy dáng vẻ này liền biết cô ấy sắp làm gì lập tức tránh sang một bên bà chủ ta sai rồi bà chủ nhìn thấy hắn làm việc không tồi quyết định tha cho hắn hắn thở ra một hơi những người phục sinh này không có trí tuệ và ký ức ngươi muốn làm như thế nào hắn cầm lấy tấm bản đồ trong lòng đã có dự định nói có cách này ta đã biết vị trí gần với thôn trang chỉ cần đem ký ức phục chế lại rồi sửa một chút sau đó đem chúng in vào linh hồn của sinh vật bất tử như vậy thì bọn chúng có thể giống với người bình thường cho dù bọn chúng có ký ức nhưng vẫn như cũ không có trí tuệ cho nên hoàn toàn không có nhân cách hoàn chỉnh điều này ta đã sớm nghĩ ra có thể thông qua chế tạo mộng cảnh hình thành nhân cách dù sao ta cũng là thần sau đó đến bên cạnh bà chủ cho cô ấy xem chút thành quả của mình chỉ nhìn thấy một em gái với cơ thể đầy đặn khuôn mặt thẹn thùng ta là chủ tiệm may ước muốn của ta là gả cho thái bạc nhĩ thậm chí còn có một em gái phong cách ngự tỷ kiêu ngạo ta là chủ nhà trọ mộng tưởng của ta mới không phải là gả cho thái bạc nhĩ chỉ nhìn thấy hắn trái giữ phải ôm nói với em gái, giấc mộng của các người ta sẽ giúp các ngươi từng người một thực hiện. Bà chủ nhìn thấy vậy sắc mặt ngay lập tức đen đi, một màn tiếp theo không cần hắn phải nói, mỗi một người trong thôn trang đều có chuyện của riêng mình, các thôn dân đều vui vẻ hòa thuận. Bà chủ nhìn thấy thôn trang lại lần nữa mặc quần áo lên, giai đoạn này không sai biệt lắm, tiếp theo liền hoàn thành cấp bậc hệ thống. Người chơi đều phải thông qua kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm nhiệm vụ, kinh nghiệm thông dụng mà thăng cấp, cấp càng cao thì sức chiến đấu càng mạnh từ cấp 1 đến cấp 59 là người phàm, cấp 60 đến 69 là siêu phàm, từ cấp 70 đến 79 là sử thi còn 80 đến 89 là truyền kỳ. Cấp giã thú càng cao khi đánh bại được thì sẽ giành được kinh nghiệm càng cao mà đạt đến trên cấp 90 biến thành thần hiện tại thái bạc nhĩ ngươi chính là cấp 90. hắn ngẩng đầu nhìn đúng là cấp 90, sau đó lay động theo gió không ngờ rằng ta lại mạnh như vậy dựa theo cấp bậc mà hệ thống nói thì hiện tại ta chính là tồn tại ở dạng đỉnh cao vậy ta chẳng phải là không cần sợ cô ấy nữa sao sau đó không có ý tốt hỏi ngươi cấp bao nhiêu đại khái là cấp 9999 đi hắn nghe xong liền hộp máu quả nhiên bà chủ mãi mãi là bà chủ ngươi xem cái thôn trang này có vô số em gái xinh đẹp hơn nữa quán rượu nhà thờ nhà trọ cái gì cần có đều có đây chính là thôn tân thủ do chính tay ta tạo ra bà chủ nhìn thôn trang nói sau này lượng người qua lại sẽ rất đông đây là đang nhắc nhở hắn chúng ta cần vài người có sức lao động thế là lập tức nghĩ đến những thú nhân dù sao thì sức lực thú nhân mạnh phù hợp để làm việc đột nhiên nghĩ đến cái gì nếu như là nam thú nhân thì em gái trong hậu cung của ta chẳng phải sẽ bị cướp đi sao không được ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra nếu như là nữ thú nhân nghĩ đến cảnh tượng như kia thì cực kỳ kinh khủng cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ thú nhân đột nhiên hắn nghĩ đến một diệu kế kỳ thật có thứ so với thú nhân càng được chú ý hơn bên trong thành phố jerem morgan có hai người đang cầm dao uy hiếp một đôi cha con người cha vội vàng đem đứa con gái bảo vệ phía sau lưng bánh mì đều đưa cho các ngươi hết rồi các ngươi còn muốn cái cái gì nữa như lại bị một tên cầm dao một cước đá văng ra một tên béo với cái đầu hán gian hài hước nói bánh mì nào có đủ đây không phải là còn có thực phẩm tươi ngon sao sau đó chỉ vào cô bé ngồi phía sau lưng của người đàn ông người cha tức giận hết lớn nói ngươi điên rồi sao đây là con gái của ta nhưng hai người kia hoàn toàn không quan tâm hai anh trai lâu rồi không ăn thịt lúc này người cha vội vàng túm lấy tên cầm dao sau đó hét lên với đứa con gái ở phía sau lưng mau chạy đi đứa con gái không biết làm thế nào chỉ có thể lùi về phía sau cuối cùng xoay người chạy đi hai mắt đẫm nước mắt vừa đi vừa hét lên người đâu mau tới đây cầu xin cứu lấy cha ta nhưng lại bị tên béo kia túm lấy tóc đưa dao cho ta để ta lấy máu cô ta sau đó một dao chém tới chỗ cô bé đúng giây phút quan trọng hắn kịp thời xuất hiện một tay giữ chặt lấy con dao tay còn lại thì đem cô bé bảo vệ phía sau lưng ngươi là người nào thái bạc nhĩ không trả lời hắn ta một trưởng đá bay tên béo sức mạnh của một trưởng lớn đến mức ngay cả tường thành cũng bị vỡ thành nhiều đường tên còn lại bị dọa sợ ngồi xuống dưới đất sau đó bỏ chạy thái bạc nhĩ nào cho hắn ta cơ hội giơ ngón tay lên một bộ xương khô từ dưới đất hiện ra sau đó chỉ về phía hắn ta nói giết hắn đi sau khi giải quyết xong hai tên kia hắn nói với hai cha con ở chỗ ta có công việc bao ăn bao ở giúp chị thương mặc dù nơi làm việc có chút xa nhưng có thể mang theo người nhà ngươi muốn tới không mà bọn họ hiện tại chỉ muốn biết hắn là ai ta là trưởng thôn của thôn tân thủ hắn vốn dĩ cho rằng thuê được nhân công thì có thể mỗi ngày thừa nước đục thả câu chẳng làm gì cả nhưng tuyệt đối không ngờ đến là không chỉ trở nên thoải mái mà ngược lại chuyện cũng ngày càng nhiều hơn nhìn thấy đám người ríu rít đến tìm ta để giải quyết chuyện nghĩ đến đầu to thế là chỉ có thể trước tiên tìm một lý do để ứng phó vấn đề này ta sẽ giúp các ngươi giải quyết các ngươi cứ quay về trước đi nhưng không ngờ rằng có người lại muốn lật đổ ta hay thật là một đám gian xảo lúc này phát hiện ra một cô bé đứng phía sau cái cây hắn trực tiếp lóe lên trước mặt cô bé ngươi ở đây làm cái gì sau khi cô bé nhìn thấy hắn cả khuôn mặt đều đỏ lên nói chuyện đều ấp a ấp úng hắn sờ đầu cô bé an ủi nói ngươi cũng quay về sớm đi vài ngày nay cực khổ cho các ngươi rồi đứa bé này là do ngày hôm nọ hắn cứu về từ thành phố jera morgan tổ tiên của cô bé và cha cô bé là người dũng cảm từng băng qua các dãy núi cha tên là liệt tử trần con gái tên là thanh ninh trần liệt tử trần bởi vì ủ rượu rất ngon nên hắn để cho ông ta trở thành chủ quán rượu hắn tiếp nhận hơn 100 dân tị nạn sắp xếp công việc cho bọn họ lúc này một cái chân trắng xuất hiện sau lưng hắn ngươi tới rồi bà chủ ngươi nghĩ cho kỹ nếu như thuê đám người này ngươi phải phụ trách bọn chúng hắn nghĩ đến cô bé đáng yêu trong đám người đó nước dãi không kìm được chảy ra hậu cung cần phải mở rộng nhưng sắc mặt của bà chủ biến đổi âm u nói hôm qua ta bảo ngươi lại lần nữa sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho dã thú ngươi đã hoàn thành chưa trong lòng hắn ngay lập tức kinh ngạc ngày hôm qua vẫn luôn bận rộn chuyện nên quên nếu như nói chưa hoàn thành nghĩ đến quá trình lần trước bị bà chủ chỉnh đốn nghĩ kỹ lại thấy lạnh sống lưng bà chủ vẫn luôn nhìn thấy hắn không trả lời thế là hỏi như thế nào không trả lời chẳng lẽ ngươi quên rồi lúc này hắn hoảng sợ thành một đống sao có thể chứ sau đó nhanh chóng chuồn đi đừng nói nữa bà chủ ta có việc bận đi trước bên trong rừng rậm có hai con dã thú dường như đang muốn chiến đấu hắn dùng thuật trinh sát nhìn tình huống của con hổ kia Hổ tháp xí cấp chiến đấu từ 15 đến 29, cấp độ như vậy tại sao lại ở trong khu vực từ 10 đến 15, chỉ nhìn thấy con hổ gầm lên một tiếng sau đó xông về phía con sói kia. Điều khiến mọi người bất ngờ là con hổ kia bị con sói nhanh như chớp giết chết, hắn nhìn thấy khiếp sợ vô cùng, sao lại có thể như thế vội vàng lấy thuật trinh sát kiểm tra con sói kia. Sói thương bội cấp chiến đấu từ 70 đến 84, thảo nào nó có thể nhanh như chớp giết chết Wing Tiger. Nghĩ đến việc loại có cấp độ giống như sói thương bội nên bỏ vào một khu vực thật xa, lúc này con sói thương bội âm thầm xuất hiện phía sau lưng hắn. Hắn quay đầu lại nhìn chỉ thấy một con sói há to cái miệng đầy máu nhào về phía hắn. Hình ảnh vừa chuyển lại thấy con sói thương bội vừa lúc nãy còn muốn tập kích hắn hiện tại lại ngoan ngoãn. Loại thần uy này dùng thật tốt có thể khiến cho dã thú ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nghĩ mọi người tuyệt đối chưa thấy qua loại cảnh tượng này toàn bộ dã thú đều tụ tập lại cùng nghe hắn diễn thuyết các ngươi phải giữ vững vị trí của mình làm một con dã thú vừa có đạo đức có lý tưởng và có văn hóa nghe hiểu vỗ tay sau đó đám dã thú cùng nhau vỗ tay đông đốp hắn mang vẻ mặt hưởng thụ tiếng vỗ tay của bọn nó tiếp đó vung tay lên quay về khu vực trong giữ của mình đi vừa ra lệnh một tiếng đám dã thú nho nhao rời đi sau đó hắn mở tấm bản đồ ra suy nghĩ đám giã thú yếu đuối từ cấp 1 đến 5 nên đi đâu để tìm đây lúc này hắn nhìn thấy có một con chuột trên đất bèn túm lấy nó nhìn thấy cấp bậc của con chuột hiện ra như này cũng không quá phù hợp để làm huấn luyện sinh vật đột nhiên linh quang lóe lên sau đó đem con chuột đáng thương chọc loạn lên chỉ nhìn thấy con chuột nhỏ nguyên bản đáng yêu trở nên khó coi cái bộ dạng này thật sự là một lời khó nói chuột vị chi cấp chiến đấu là cấp 4, nhìn thấy con chuột do mình tự tay tạo ra hắn rất hài lòng buổi tối hắn nhìn thôn trang cho mình xây nên cảm thấy tạm tạm là lúc này đón tiếp người chơi trên trái đất, toàn bộ điện thoại trên thế giới đều cùng lúc phát ra một thông báo, trò chơi trực tuyến nhiều người chơi cùng nhập vai. Ảo ảnh 3 chiều 6D quy mô lớn ngoài đời thực nại sắt gây sốc khi phát hành, hôm nay thưởng nội chắc trong một căn phòng một người đàn ông đeo thiết bị vr nội dung chiếu trên màn hình lại không thể miêu tả không thể không nói kẻ có tiền thật biết chơi lúc thỏa thích còn rút ra vài tờ khăn giấy sau đó cười ngốc hắc hắc nhưng đúng thời khắc then chốt đột nhiên xuất hiện một cửa sổ pop cup chỉ nhìn thấy trên cửa sổ pop cup là quảng cáo của trò chơi nại sắt điều này thật khiến người ta tức giận thời khắc then chốt còn quấy giày nhã hứng của tiểu linh sau đó nhấp chuột đóng lại mọi người đều biết tắt cửa sổ pop cup quảng cáo là không thể tin được quả nhiên như vậy quảng cáo không chỉ tắt đi ngược lại còn trở nên to hơn Tiếp đó người đàn ông tức giận trực tiếp ném VR đi, quảng cáo chết tiệt ta xuống suối vàng cũng phải xóa sạch các người. Tuy nhiên cách hắn đóng cửa sổ quảng cáo thực sự là một bộ lọc quảng cáo, đồ vật này và đóng cửa sổ pop up đều giống nhau vô ích, lúc này trên màn hình hiện lên đang trong quá trình tải. Thành công rồi sao? Sau đó bộ lọc quảng cáo biểu thị toàn bộ quảng cáo đã bị lọc, nhưng quảng cáo nại sắt vẫn y như cũ hiện trên màn hình. Ngươi là máy tính trợn mắt nói dối sẽ không đỏ mặt, tên đàn ông trực tiếp đập vỡ màn hình, thật là kẻ lừa đảo. Ngươi xem khuôn mặt của chàng trai kia vô cùng đen hắn là một người ở trong phòng xem nội dung trả phí, xem đến lúc cứng lên kết quả lại bị cửa sổ quảng cáo làm đứt đoạn. Đây không phải lúc đen nhất sao, đen nhất là cái gì, là hắn không dễ dàng mới giải quyết xong cửa sổ quảng cáo thì đoạn phim nhỏ của hắn lại bị xóa rồi. Tức đến mức huyết áp tăng lên, ta ngược lại muốn xem xem cái nại sắt ngươi là cái quái gì nếu như chơi không vui lần sau đừng xuất hiện trên mạng nữa. ở bên kia có người đang nghiêm túc làm báo cáo. sự bùng phát của virus nại sát không bỏ qua tất cả các trang web nào. người đàn ông này là CEO điều hành hệ thống mạng Gujije Hoàng Hạc. lúc này trong lòng Hoàng Hạc cũng đang suy nghĩ chiếc quảng cáo này rất lợi hại không có cách nào ngăn chặn được. hơn nữa trò chơi nhập vai ảo ba chiều này có thực sự trở thành hiện thực? sau đó lại nhìn quảng cáo nại sát suy nghĩ một chút. đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn marketing mà thôi lúc này điện thoại của hắn đột nhiên reo lên là con trai của hắn Hoàng Tuyền alo cha con nghe nói có một khu vực hệ thống mạng của bọn cha bị đứt sau khi cúp điện thoại nói với người phụ nữ trước mặt làm theo lời ta nói người phụ nữ nghe xong cả khuôn mặt lo lắng Hoàng tổng nhất định sẽ tra ra Hoàng Hạc ủ rũ nói nếu xảy ra chuyện ta sẽ gánh nó chuyển đến bên kia trên màn hình của chàng trai xuất hiện đếm ngược có người đem USB cắm vào trong server máy tính có muốn sử dụng chương trình này hay không đó sau khi đếm ngược đến một toàn bộ internet đều đứt gãy ID hoàng tuyền bích lạc đăng nhập thành công một vùng đất chưa biết tên ba người bịt mặt bắt cóc một cô gái lúc này một thiếu niên xuất hiện hắn chính là thiên tài võ thuật thế gia sử ca tên bịt mặt nhìn thấy chàng trai hoàn toàn không hoảng hốt hai tên trực tiếp xông về phía sử ca trong đó có một người đánh một trưởng về phía hắn lúc sắp đánh tới hắn túm lấy một trưởng đó sau đấy kéo cánh tay của người đàn ông ném qua sau vai người đàn ông đập mạnh xuống đất ước chừng ngã không hề nhẹ người còn lại sau khi nhìn xong cũng xông tới nhưng rất rõ ràng hắn không phải đối thủ của sử ca cả hai người đều bị quật ngã xuống đất sau khi giải quyết hai người xong chuẩn bị xông đến cứu lấy cô gái nhưng hắn khba chú ý đến còn có một tên đang ẩn nấp bên cạnh lúc này tên kia trực tiếp xông về phía sử ca sau đó nhào vào trong lòng của sử ca hắn đem tên kia đẩy ra chỉ nhìn thấy dao găm đâm vào trong bụng hắn máu tươi không ngừng chảy ra chính lúc hắn sắp ngã xuống thái bạc nhĩ mang dạng xoáy khí nổi bật gia nhập vào hắn run rẩy nhỉ ngón tay về phía chiếc xe van sau đó thái bạc nhĩ đi đến trước chiếc xe một tay nhấc cô gái lên tay còn lại nhấc chiếc xe lên tiếp đó ném chiếc xe đi ầm một tiếng chiếc xe trực tiếp nổ mạnh ngươi xem cái người này, hắn trước kia vẫn là một chàng trai trẻ trung mạnh mẽ, vừa có cảm giác tỉnh dậy biến thành một em gái tóc vàng. Sau khi cô ấy tỉnh dậy phát hiện bản thân không chỉ có thêm hai quả cầu, tiểu đệ cũng biến mất rồi. điều này khiến hắn khó mà chấp nhận được. lúc này một tên đẹp trai ra mắt, xem ra phẫu thuật rất thành công. ta là Tapala trưởng thôn của thôn Tân Thủ, hoan nghênh ngươi chủ võ quán của ta. lúc này vẻ mặt của Suka còn đang sững sờ. thôn Tân Thủ lẽ nào đây là nơi những tay chơi mới được ra đời? ta thấy em gái thông minh như vậy cũng không phải giải thích nhiều. tóm lại hoan nghênh ngươi tới nại sắt sau khi hắn đem chuyện của nại sắt kể cho hắn ta nghe một lần sau khi hắn ta nghe xong mang vẻ mặt mới lạ giỏi vậy các ngươi lại có thể thật sự thực hiện được kỹ thuật đao kiếm đó là đương nhiên đến lúc đó sẽ có hệ thống kỹ năng chiến đấu và hệ thống pháp thuật cũng chính là chiến sĩ và pháp sư ta tìm ngươi tới là muốn ngươi phụ trách hệ thống kỹ năng chiến thuật hơn nữa gần đây cũng học được văn minh của trái đất ví dụ như đại bàng cất cánh thời đại đang vẫy gọi sử ca nghe xong không nói gì hình như ngươi có chút hiểu lầm với võ thuật sau đó nghĩ đến một chuyện chiến sĩ cũng phân thành đại kiếm kiếm sĩ thương binh đao binh hắn giải thích đến đây chính là lần thứ hai thăng cấp hệ thống người chơi có thể dựa vào cấp bậc tạo ra ký hiệu sức mạnh sau khi làm đầy đủ yêu cầu của cấp bậc có thể đổi việc kiếm sĩ có thể tự do chọn chuyên về kiếm thuật chiến sĩ trường thương chuyên về hư binh sau khi sử ca nghe xong liền hiểu như vậy có thể khiến ta gặp được pháp sư sao điều này làm tapala bối rối hiện tại chúng ta không bắt giữ được hệ thống pháp ma sau khi nghe xong sắc mặt liền trầm xuống hóa ra là chưa bắt được đúng rồi ngươi còn gì muốn giao cho ngươi sau đó từ trong túi lấy ra hai bình dược sử ca chỉ cần nhìn một cái liền biết nó là cái gì thái bạc nhĩ lấy thuốc nước nói lúc bán thuốc nước như thế nào mới có thể khiến trưởng thôn tới đây nhưng ta quá lười để tìm thương nhân cho nên chuyện này giao cho ngươi đi nếu như gặp người chơi quỷ nghèo ngươi có thể bố trí nhiệm vụ bảo bọn chúng giúp ngươi bán nếu như số lượng và tiền không tương ứng với nhau thì ngươi không cần thanh toán sử ca nghe xong liền hiểu ra ngươi đây không phải đang hãm hại người chơi sao Thái Bạc Nhĩ mang vẻ mặt ngây thơ nói trưởng thôn đáng yêu như vậy sao có thể có suy nghĩ xấu xa vậy, chỉ là muốn người chơi trải qua những đòn hiểm của xã hội mà thôi. Tóm lại nhiệm vụ này giao cho ngươi, nếu xảy ra chuyện gì thì cái nồi này ngươi gánh, hơn nữa tên của thuốc nước ta cũng nghĩ ra rồi, tên của nó là Phân, thật, thơm. Lúc này Sử Ca nghe xong bàn tay nắm chặt lại. Vậy vẫn còn một vấn đề cuối cùng sau khi ngươi cứu ta vì sao lại đổi giới tính của ta, cái này sao ngươi đoán đi. Ngươi xem người phụ nữ này đánh lén sau lưng hơn nữa lại trộm hoa cúc, cô ấy âm thầm nhặt trường thương lên, ánh mắt sắc nhọn biểu thị cho việc đã khóa định vào mục tiêu. Sau đó cầm trường thương lên nhắm đúng vị trí, một chút hoa cúc trước sau đó thương như rồng, đại uy thiên long, dùng lực chọc một cái. Cây thương này quả thật nhắm một đòn đến đúng hoa cúc, thái bạc nhĩ ôm lấy mông nước mắt chảy ra. Điều quan trọng chính là cô ấy đâm vào chỗ bị trĩ của hắn, sự chua xót này không thể tin được, thái bị dọa sợ ôm lấy mông chạy đi nếu như hắn tới đây một lần nữa thì phải nhờ mà sau khi bà chủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn quay đầu ra nhìn chỉ thấy hắn trực tiếp rơi vào trong cửa sổ ầm ngã trên mặt đất thái bạc nhĩ ngươi đang làm cái gì vậy hắn chậm chậm đứng lên nói ta đang cùng chủ võ quán so chiêu thương pháp của cô ấy có chút lợi hại đúng lúc ta đang có chuyện cần tìm ngươi sau đó một quả cầu phát sáng thần bí được cầm trên tay 50 phần tài liệu này là công việc hôm nay của ngươi ngươi phụ trách tạo ra thùng chứa của người chơi hắn nhìn quả cầu này rất hiếu kỳ thế là chạm một chút chỉ nhìn thấy quả cầu sáng phát ra ánh sáng màu xanh sau đó hiện ra thùng chứa yêu cầu của người chơi điều bắt mắt nhất là đây là giới tính nam kỳ vọng nhân vật giới tính nữ mà yêu cầu ngoại hình là lẳng lơ người chơi tên hoàng tuyền này có chút lợi hại ta còn cho rằng bản thân đã đủ biến thái rồi không ngờ còn có người biến thái hơn đây là cấp dưới của ai đây là hệ thống quản lý đa chiều có thể giúp ngươi xử lý công việc hàng ngày ngoài ra còn giúp ngươi quản lý diễn đàn khuôn mặt hắn sững sờ diễn đàn là cái gì lúc này bà chủ tức giận đập bàn sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói trước kia ta để cho ngươi học tập thứ liên quan đến văn minh trái đất có phải ngươi lười biếng không học hay không hắn vội vàng giải thích đương nhiên học rồi hơn nữa còn học rất nhiều vậy sao ngươi học được cái gì học được rất nhiều ví dụ như trời xanh biếc là cái gì sau đó không nhịn được mà cười khà khà ánh mắt của bà chủ lúc này biến đổi ngày càng lạnh lẽo hơn ngoài cái này còn học được cái gì vậy càng nhiều hơn ví dụ như đao kiếm lưỡi quỷ là cái gì bà chủ sau khi nghe xong bất đắc dĩ ngồi xuống tóm lại thứ ta giao cho ngươi sử dụng như thế nào trước tiên ngươi chỉ rõ một chút hắn chỉ vào quả cầu sáng liền phát ra ánh sáng rực rỡ sau đó vô số lời bàn luận đều được hiện ra ở đây ngươi có quyền hạn là người quản lý có thể xóa bỏ bài post cũng có thể tùy ý phong sát và cấm ngôn ngươi chỉ có thể giúp ta xóa bỏ những lời bàn luận không tốt về nại sắt là được sau đó có một trang diễn đàn liên quan đến nại sắt hiện ra tóm lại đại đa số mọi người đều không có thư mời đến danh ngạch chỉ có người tên hoàng tuyền bích lạc cướp được nhìn thấy cái tên này hắn giống như nghĩ đến cái gì đó cười thần bí nói xin hỏi đen ngũ sắc rực rỡ là màu đen gì trắng tràn đầy lấp lánh là màu trắng gì hắn nghĩ đến vấn đề tất cả mọi người gặp phải ra đầu tê dại chính là vừa nãy hắn dựa theo yêu cầu đối phương tạo ra nhân vật yêu cầu đầu tiên của người chơi tên là hoàng tuyền kia lúc nhìn thấy tướng mạo mà hắn ta yêu cầu là lẳng lơ hắn tự tin vô cùng đây không phải quá đơn giản sao qua một lúc một em gái xinh đẹp mắt xanh biếc tóc xanh xuất hiện xem đến yêu cầu thứ hai sắc mặt thái bạc nhĩ liền đen lại cái gọi là yêu cầu bên a gọi vương tước quả thật vô lý mẹ kiếp tóc phải là đen ngũ sắc rực rỡ da rẻ phải trắng tràn đầy lấp lánh mà cái tên yêu cầu bên a tên liễu quán vũ càng kỳ lạ hơn tướng mạo phải vĩ đại hắn nhìn thấy từng cái yêu cầu khác người này trực tiếp phát điên đây là yêu cầu mà người trái đất có thể đưa ra sao thế là quyết định đổi một chút sau khi nhìn thấy yêu cầu là giống như là bị gương mặt xoáy khí của quỷ sa tăng hôn tia lý trí cuối cùng cũng biến mất tức giận đến mức gân xanh nổi lên trực tiếp một trưởng đánh gãy cột thông tin các ngươi thật sự không đáng làm người cứ như thế cả đêm qua đi buổi sáng các thôn dân đều đang bận rộn chuyện của riêng mình trong đó có một em gái cảm thấy trời đen ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy trên trời có thứ gì đó bay xuống thôn hắn kiệt sức sau khi trải qua một đêm làm việc vất vả bên a độc ác những yêu cầu này người bình thường có thể đề xuất ra sao nhưng hôm nay là ngày người chơi tới thế là quyết định trước tiên đi chuẩn bị nhiệm vụ tân thủ lúc này thanh ninh chạy tới trưởng thôn có chuyện không hay rồi chỉ nhìn thấy có một con cự long thân hình to lớn bắt đầu tập kích thôn thôn dân hoảng hốt bị dọa chạy từ phía trong miệng cự long phun ra ngọn lửa thôn ngay lập tức bị lửa thiêu hừng hực vô số căn nhà đều bị lửa thiêu hủy lúc hắn xuất hiện trên bầu trời thôn lạnh lùng nói một vừa hai phải thôi hắn đáp xuống miệng con cự long nói ác mộng thanh đồng dù ngươi không hiểu lời ta nói ngươi cũng nên hiểu rằng phải kính sợ cường giả sau đó chân dùng lực dẫm một cái cự long trực tiếp rơi xuống đầu nặng nề đập xuống mặt đất khi dạy bảo xong hắn chuẩn bị thả nó rời đi nhưng không biết tốt xấu còn muốn đánh lén hắn quay người lại đạp một phát vào cằm nó khiến cho những quả cầu lửa trực tiếp nổ mạnh trong miệng nó sức lực mạnh mẽ trực tiếp làm nó bay ra ngoài sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói nuôi chắc nại sát chính thức bắt đầu xin mời chờ đợi lúc này bà chủ cầm còi hét lên này qua đây không ngờ đến tất cả đều đang chụp ảnh tuyên truyền người xem nữ hầu gái tóc trắng người không chỉ đẹp giọng còn ngọt, kỹ thuật bổ dao cũng là hạng nhất khi hắn đang vất vả chụp ảnh tuyên truyền chuẩn bị dùng kỹ thuật biểu diễn tinh xảo chinh phục người chơi lại phát hiện khuôn mặt tuấn tú vốn thuộc về bản thân lại đổi thành người khác điều này thật khiến hắn khó chấp nhận bà chủ tên này là ai đương nhiên là người rồi nhưng người cũng có thể gọi hắn là vô giới dù sao cũng dùng đoạn phim để tuyên truyền đương nhiên không thể dùng nhan sắc bình thường tới diễn vai nhỏ trưởng thôn hắn nghe xong quả thật từng câu đâm vào tim hơn nữa về sau khi ngươi cần xuất hiện cũng phải biến thành bộ dạng như vậy dù sao thì ngươi lớn lên cũng bình thường lớn lên bình thường những chữ này nghe thật chói tai tính tổn thương không cao tính sỉ nhục lớn đây là trực tiếp đâm vào huyết mạch của hắn lúc này cha của thanh ninh hỏi hắn nhìn thấy con gái của ông ấy không hắn không thể nói là con gái của ngươi bị ta ném lên trên cây rồi ở trên cây run rẩy bị dọa sợ mà bên dưới có một đám dã thú đang vây quanh cô đây nhất định là không thể nói chuyện thế là hướng về phía ông ấy bảo đảm nói ngươi yên tâm đi sẽ có rất nhiều người bảo đảm an toàn cho cô ấy trong phòng ngủ của Hoàng Tuyền, hắn ta đã bắt đầu đeo thiết bị lên, tiếp đó nhập xong mật mã tài khoản. Hoan nghênh tới với nại sắt, sau khi mà cô mở mắt ra không chỉ nhìn thấy hai quả cầu trước mắt hơn nữa cảm giác ở tay cũng rất chân thật, trong lòng có một suy nghĩ không thành thực, chỉ nhìn thấy cô sờ loạn trên cơ thể của mình. Lúc này sau lưng cô xuất hiện một người, điều này khiến cô vô cùng xấu hổ. Người đàn ông vạm vỡ này còn cho rằng cô là một em gái xinh đẹp thế là bèn chào hỏi. "Xin chào ta là Tiên Phong Thuẫn." Sau đó cô bày ra dáng vẻ nữ tính tiếng nói ra lại là giọng nam xin chào ta tên là hoàng tuyền bích lạc tiên phong thuẫn nghe xong hóa đá tại chỗ lúc này một em gái tóc ngắn tên vương gia chào hỏi mọi người ta là ái ất thủy xin chào mọi người ta là địch pháp sư lúc này chuyển đến tiếng bíp đã tới 12 giờ lần nội chắc người chơi này có 50 người hoàng tuyền nghe xong buồn bực sao ta chỉ nhìn thấy có bốn người tiên phong thuẫn cười nói có thể là do ta khá cao chặn mọi người lại rồi thế là hắn ta lùi ra sau một bước chỉ nhìn thấy sau lưng hắn có chi chít người hiện tại tuyên bố nhiệm vụ của đoàn tân thủ là giải cứu thiếu nữ thanh ninh tóm lại cô bé đang ở trong rừng rậm cha của cô bé rất lo lắng muốn người chơi tìm con gái của ông ấy, người chơi đối với nhiệm vụ tân thủ này vô cùng tự tin. Dù sao nếu tân thủ ngay cả nhiệm vụ trò chơi không qua được vậy thì chỉ có thể quay về nhà làm ruộng. Lúc người chơi đang tích cực hoàn thành nhiệm vụ, sẽ luôn có những kẻ nổi loạn, cũng có một vài người chơi cuộc sống tốt bọn họ không tham gia vào nhiệm vụ tân thủ, bọn họ muốn quay về làm nghề cũ của mình. Thế là quay về trong thôn xem có cái gì tốt không. Lúc này trò chơi truyền tới lời cảnh cáo người chơi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước nhưng có vài tên nổi loạn không nghe theo cố chấp tiến vào thôn thái bạc nhĩ ở trên trời nhìn bọn họ không kìm nổi mà thở dài nếu như các ngươi đã lựa chọn như thế vậy thì tự giải quyết cho ổn thỏa chỉ nhìn thấy trên mặt đất xảy ra chấn động dữ dội sau đó từ trong đất có một móng vuốt rũi ra đoàn một tiếng một con chuột với diện mạo khó coi chui từ dưới đất lên nó lập tức tóm lấy một người những người khác bị dọa sợ chạy về từ phía người bị túm lấy kia dọa cho đến mức run rẩy con chuột mở to cái miệng đầy máu của mình ra suy một tiếng dòng máu bị rút đi mà đám người trong đó cũng bị bao vây sau đó chuyển đến tiếng kêu thảm thiết giống giết heo người chơi đang làm nhiệm vụ phát hiện trong nội chắc người chơi chỉ còn thừa lại bốn bốn người lẽ nào thế giới này còn nguy hiểm như vậy sao lúc này hoàng tuyền ngăn đám người lại chỉ nhìn thấy con chuột xuất hiện phía trước bọn họ lúc mà đám người cho rằng bản thân cũng sắp chán nản thì có một vị mỹ nữ tên lê lê Ti trực tiếp xông lên đạp một chân vào đầu của con chuột con chuột chết ngay tại chỗ không chịu nổi một đòn cơ à sau khi tiên phong thuẫn nhìn thấy cũng muốn thử thân thủ của mình đánh một trưởng lên tảng đá tảng đá trực tiếp vỡ ra quả nhiên là như vậy thân thể trong trò chơi đều đã được cường hóa lên rồi lúc này đám người mới biết nếu như vậy thì bọn họ còn sợ cái gì chứ đi lên thôi qua một lúc đám chuột đều bị giải quyết sạch sẽ lúc này hoàng tuyền phát hiện không nhìn thấy dấu chân đám người ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy thanh ninh đang ở trên cây bị dọa đến mức khóc giống lên nhưng vấn đề tới rồi cây cao như vậy ai có thể leo lên được có hòa thượng tên là atula nói để tiểu tăng thử xem sao hắn ngồi xổm xuống lấy sức sau đó bắn như viên đạn nhảy lên hai tay mang hình móng vuốt ngón tay dùng lực cắm chặt vào thân cây sau đó chầm chậm leo lên Thái Bạc Nhĩ nhìn thấy cảnh này thấy rất mới mẻ, duỗi tay ra với Thanh Ninh nói đừng sợ, ta sẽ cứu người xuống. Sau khi Thanh Ninh đưa tay ra cho Hòa Thượng thì hắn ta ôm chặt lấy cô bé, mà Thanh Ninh cũng sợ chết ôm chặt lấy cổ của Hòa Thượng. Như thế Hòa Thượng từ cành cây nhảy xuống, lúc này cây bất ngờ gãy Hòa Thượng dùng một tay bám chặt vào thân cây. Nhưng một tay khó mà chịu được sức nặng của hai người, không có cách nào Hòa Thượng chỉ đành dùng hai tay ôm chặt lấy Thanh Ninh, cơ thể không ngừng rơi xuống. Sau khi đám người nhìn thấy trong lòng khiếp sợ, lúc này tiên phong thuẫn dũng cảm đứng ra, lập tức đỡ được hai người. Thái Bạc Nhĩ ở trên trời nhìn thấy vậy cũng thấy chấn động lòng người, thiếu chút nữa không nhịn được mà ra tay, sau khi bọn họ khó khăn lắm mới cứu được Thanh Ninh. Ngươi cho rằng nhiệm vụ tân thủ đơn giản như vậy sao? Nếu như kết thúc đơn giản như vậy làm sao mà xứng đáng với nhiệm vụ tân thủ mà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng? Lúc này rơi xuống rất nhiều lông chim màu đỏ, chỉ nhìn thấy trên trời có rất nhiều lông chim màu đỏ rơi xuống. Còn có vô số dã thú cũng chạy tới, đám người sau khi nhìn thấy đều hoảng sợ, lúc này đám dã thú bắt đầu tấn công lê lê ti nhìn thấy vậy liền cõng thanh ninh lên lưng còn không trốn đi định tới nhà dã thú làm khách sao đám người nghe xong ba chân bốn cẳng bỏ chạy hoàng thiệu nhìn thấy bản thân sắp bị đuổi kịp rồi lúc này hắn nhìn thấy dây mây ở trên cây sau đó dùng lực nhảy lên một cái túm lấy dây mây đông đưa dã thú còn ở bên dưới đuổi theo không bỏ cuối cùng sau khi ổn định trên cành cây thì lại có một con chim tấn công về phía cô cũng may là thân thủ của cô nhanh nhạy trốn được đòn tấn công sau đó không ngừng xuyên qua cành cây trên đường chạy còn cảm động nước mắt chảy ra không ngừng tốc độ hiện tại của ta nhanh như vậy dã thú nhìn thấy không thể đuổi kịp thế là bèn đổi mục tiêu lát sau liền nhìn thấy ái ất thủy đang chạy trốn tế là trực tiếp lao về phía hắn ta lúc này ái ất thủy trong lòng chạy hết tốc lực ngươi nhiều như vậy sao lại chọn chúng ta lúc sắp bị túm lấy hắn ta liền ngã xuống đất khiến cho con dã thú túm lấy một khoảng trống tiên phong thuẫn nhân cơ hội túm lấy con dã thú sau đó dùng lực ném nó xuống đất bây giờ thái bạc nhĩ mới nhớ ra vừa nãy làm nhiệm vụ có vài người chơi thừa nước đục thả câu vài người chơi thừa nước đục thả câu đang ra sức chạy trốn đột nhiên mặt đất trũng xuống như vậy có vài người chơi lập tức chết lần nội chắc này chỉ còn lại bốn một người lúc này ở cửa thôn trang còn có trẻ con chơi đùa vui vẻ chúng ta chạy về như vậy bọn dã thú sẽ hủy hoại thôn trang lúc tới cửa thôn trang lê lê ti để thanh ninh đi vào trước mà đám người chơi ở trước cửa thôn trang chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu bảo vệ tốt thôn không để dã thú tiến vào Thái Bạc Nhĩ nhìn thấy một màn này rất cảm động, sau đó biến thành bộ dạng vô giới để cho nhiệm vụ này đi đến một kết thúc hoàn hảo nhất. Lúc này trên trời mây đen dày đặc một tia sấm sét màu vàng kim từ trên trời đánh xuống, nhân vật chính Khôi Ngô Tuấn Tú phong khoáng gia nhập. Hắn vừa nhấc tay lên, trên trời xuất hiện trận pháp to lớn, từ trong đó xuất hiện một thanh đại kiếm màu xanh. Ầm một tiếng thanh kiếm từ trên trời rơi xuống bao xung quanh còn có sấm sét màu vàng kim, một đòn đánh xuống sinh ra ánh sáng trắng lóa mắt sau khi ánh sáng trắng tản đi cây cối xung quanh đều bị sức lực mạnh mẽ làm gãy toàn bộ dã thú chết tập thể một đòn tấn công khiến cho mặt đất chia năm xẻ bảy tiếp đó hắn chỉ ngón tay một bức tường màu vàng kim to lớn xuất hiện trước cửa thôn trang bức tường bảo vệ này khiến cho dã thú không thể lại gần thôn nếu như các ngươi để người ngoài làm tổn hại thôn dân ta sẽ đem các ngươi xóa khỏi nại sắt lúc này em gái leleti gọi hắn lại cô chạy tới hắn giọng nói ngươi có bạn gái chưa đám ngươi không dám tin vào những gì mình nghe được thế mà hắn không biết là biến thành vô nại còn có nguyên nhân gì cơ hội miễn phí như vậy hắn lại không quý trọng xoay người rời đi sau khi về tới phòng hắn biến về nguyên hình trong lòng lúc này dỉ máu vừa nãy ta làm cái gì vậy ta lại đi từ chối lời tỏ tình của em gái đây là vì sao ta cũng muốn có một cô bạn gái đáng yêu tuổi thân khóc lên trưởng thôn ngươi là tên đại phôi đản đem ta để ở nơi cao như vậy dọa chết ta rồi mà trong lương tâm của hắn mơ hồ đau đớn sau đó sờ đầu của cô vội vàng nói xin lỗi xin lỗi nhưng đây là bí mật nhỏ của chúng ta nhất định đừng nói cho các ca ca và tỷ tỷ mới đến biết được lúc này thanh ninh trần tức giận như ngươi ức hiếp thanh ninh thanh ninh không vui hắn lấy ra con gấu đồ chơi cái này cho ngươi hãy tha thứ cho ta thanh ninh nhận ra đây là con gấu nhỏ bị hỏng của cô lần trước bị đại phôi đàn dẫm hỏng ta giúp ngươi sửa rồi vẫn còn một bước cuối cùng ngươi lại giúp ta một lần đi cuối cùng cũng có thể lừa gạt được thanh ninh ở cửa thôn hắn mang thanh ninh đi qua các ngươi chính là người ngoài đến cứu được thanh ninh sao ngươi là ai ta là trưởng thôn thái bạc nhĩ đám người nghe xong thảo luận sôi nổi trưởng thôn không phải là một ông già đức cao vọng trọng sao sao lại trẻ như vậy trưởng thôn là cha của ta được không đám người nghe xong mới hiểu hóa ra là quan nhị đại điều này khiến thái bạc nhĩ tức giận không nhẹ các ngươi đợi đó cho ta xem ta chỉnh chết các ngươi tóm lại là bởi vì báo đáp các ngươi ta cho phép các ngươi dừng chân ở trong thôn làm việc hơn nữa truyền dạy cho các ngươi pháp thuật chỉ thấy một quyển sách lơ lửng trên tay hắn đám người nghe xong rất hiếu kỳ pháp thuật gì cơ pháp thuật này gọi là thuật trinh sát lúc này truyền đến lời nhắc nhở của trò chơi chúc mừng các vị tân thủ đã hoàn thành nhiệm vụ ý tốt nhắc nhở nếu như bị người bảo hộ thôn trang xóa bỏ tiếp tục mất đi tư cách nội chắc thuật trinh sát có thể tra xem thông tin như tên tuổi cấp bậc năng lực cấp bậc càng cao thì pháp thuật hoặc kỹ năng học được sẽ càng cao cuối cùng hoan nghênh tiến vào thôn tân thủ ngươi nhìn thuật trinh sát này có bao nhiêu đúng hoàng tuyền vừa mới học được thuật trinh sát muốn mọi người bộc lộ tài năng thông tin của cô cũng theo đó mà hiện ra thứ hiện ra rõ nhất là trí tuệ cá lọt lưới 9 năm giáo dục bắt buộc mà tinh thần cũng rất ưu tú kiến nghị ít xem phim và tập thể dục tay sau khi đám người xem xong cười không ngừng hoàng tuyên xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân chọn ra ba phòng và hai hành lang quả thật là hiện trường mất mặt khi sự việc bị người ta biết lúc này trò chơi đưa ra nhắc nhở các vị nhẫn nại nghe trưởng thôn giải thích một chút về quy tắc làm việc của thôn tân thủ các vị bổn trưởng thôn biết chút về y thuật chỉ hay thận hư hãy đến tìm ta hơn nữa ở thôn võ quán quán rượu lo gen cái gì cũng đều có mọi người có thể tìm một công việc phù hợp nếu muốn nghỉ ngơi thì có thể đến nhà một thôn dân quen trong thôn hoặc là đến nhà trọ ở trên đường cái cũng được trưởng thôn bọn ta ở trong thôn này có thể làm cái gì các ngươi có thể ở trong thôn này làm việc kiếm tiền nếu như có tiền các người có thể tới tìm người phụ trách võ quán truyền dạy võ kỹ cũng có thể thông qua giết chết dã thú để kiếm tiền ví dụ như da hay thịt của chuột có thể tới tìm đồ tể để đổi tiền nhưng ta kiến nghị với các ngươi trước tiên không nên ra khỏi thôn nếu như cơ thể các ngươi bị chia năm xẻ bảy ta cũng không có cách nào lúc này vương gia đưa ra một câu hỏi chí mạng bọn ta nên sử dụng chức năng của cái bọc này như thế nào mặc dù bên ngoài hắn biểu hiện ổn định như chó già nhưng thực chất bên trong đang hoảng loạn tóm lại không thể nói ta quên rồi thế là đành nói không có chức năng của cái bọc đám người nghe xong giống như sét đánh giữa trời quang ba lô không có chức năng đây cũng quá tệ rồi lúc này bọn họ lại hỏi một đống vấn đề hơn nữa câu hỏi ngày một kỳ quái nếu như ta ở thế giới này bị gì mũi đập chúng có tính là bị thương không luyện tập trận mắt có thể làm dài kinh nghiệm không hồi nhỏ cha của ngươi có đánh ngươi không nghe xong từng câu hỏi một ra đầu hắn liền tê dại những người này đều là người chơi não tàn sao lúc này tiên phong thuẫn nói với thanh ninh ngươi mang ta đi tìm đồ tể được không đương nhiên thanh ninh không từ chối cô bé vừa đến nhà đồ tể liền chào hỏi bạc cát thúc đây không phải thanh ninh sao ngươi đi đâu vậy cha của ngươi tìm ngươi rất lâu rồi lúc tiên phong thuẫn và đồ tể đang nói chuyện cha của thanh ninh đột nhiên xuất hiện sau khi nhìn thấy thanh ninh trực tiếp ôm lấy cô bé vào lòng tiếp đó thanh ninh tủi thân khóc lên cha suýt nữa thì con không thể quay về nhà bây giờ thái bạc nhĩ đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn dọa hắn không nhẹ quay đầu lại nhìn là liệt tử lúc này ông ta đang cầm dao lửa dẫn ngút trời đi về phía hắn nhìn thấy dáng vẻ giết người của ông ta hắn liền biết thanh ninh nói ra rồi thế là bèn giả vờ bình tĩnh hỏi liệt tử à tìm ta có chuyện gì lớn không nhưng trong lòng lại nghĩ cuộc sống của ta sẽ kết thúc ngươi xem cái người này cầm dao là sắp giết ta sao lúc này hắn hoảng sợ vô cùng nếu không trước tiên ngươi nghe ta ngụy biện một chút nhưng vì để thuận tiện giải thích cho liệt tử thế là để cho toàn bộ người chơi trực tiếp ngoại tuyến sau đó nói với liệt tử được rồi hiện tại chúng ta có thể nói chuyện tiếp đó một tiếng nổ hắn nhanh nhẹn quỳ xuống đất vu vu bò về phía trước điều này làm cho liệt tử hoàn toàn sững sờ sau đó túm lấy tay của liệt tử cả khuôn mặt thành khẩn nói liệt tiểu đại ca ta sai rồi mặc dù mượn con gái của ngươi nhưng đây là vì phát triển thôn xin hãy bỏ qua liệt tử nhìn thấy thái độ thành khẩn như vậy của hắn chỉ đành bỏ qua sau khi liệt tiểu đi cuối cùng hắn cũng có thể tan làm rồi hắn đẩy cửa phòng ra trực tiếp nhào lên cơ thể vợ mình ta quay về rồi đây tiểu ái tương ngươi có nhớ ta không hôm nay công việc quá mệt sau đó ôm lấy vợ cùng nhau xem ma húa không tên trên trái đất khu vực sáu phía tây thung lũng silicon lúc này một đám người đang họp trên đây chính là mục đích mà bọn ta mở ra cuộc họp này nại sắt trong đó có một người nói ở giai đoạn này không thể có một trò chơi ảo ba chiều một người khác bổ sung hiện tại cả lĩnh vực y tế và lĩnh vực công nghệ đều không đáp ứng được các yêu cầu xâm nhập ý thức nhưng hiện tại vr trò chơi đã đạt được sự hoàn hảo lẽ nào hoàn toàn không có cách sao vr và hình ảo ba chiều giống trời và đất có khoảng cách mà vr chỉ là thực cảnh giả thuyết nại sắt có thể kích thích cơ quan cảm giác của con người Chính lúc đám người đang thảo luận tối mày tối mặt, có một người đẩy cửa gọi lớn. Ông chủ ta nghiên cứu ra rồi, chúng ta đem nại sắt cắt thành một phim ngắn. Sau mời một minh tinh đại ngôn không đến một tháng, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tên là nại sắt bá nghiệp. Lời nói thông minh này làm cho không khí trở nên yên tĩnh. Lúc này biện pháp của người khác lại đáng tin cậy hơn. Nếu như chúng ta không thể chiếm được vậy thì hủy hoại. Trong phòng ngủ hắn đang ôm vợ xem ma nhựa. Đột nhiên bà chủ xuất hiện dọa hắn nhảy lên. Có thể cho ta một chút không gian riêng tư không? cái mà ngươi gọi là không gian riêng tư là xem những cái mai nhựa này sao hắn đang oán hận ngay lập tức á khẩu không trả lời được ngươi tìm ta có chuyện gì sao cần ngươi đến chỗ của bổn hệ thống một chuyến giúp bổn hệ thống tìm kiếm lợi nhuận kẻ độc chiếm thị trường tiến hành cảnh cáo hắn và bà chủ xuất hiện ở trái đất bởi vì sự trực tuyến của nại sắt có nhiều công ty đang thảo luận làm sao đối đãi với công ty nại sắt có người muốn hợp tác có người muốn chèn ép Bổn hệ thống không hy vọng những người chơi tín nhiệm công ty nại sắt sẽ bởi vì loại nguyên nhân nhàm chán này chịu tổn hại và xâm phạm. Sau đó nghiêm túc nói, thể hiện sức mạnh thần linh cho những người kia thấy đi. Ngươi biết một người có sức mạnh của thần sẽ mạnh bao nhiêu không? Hắn không chỉ có thể xuyên đến thế giới khác mà còn có thể sinh mạng qua đi. Trên trái đất khu vực 6 phía tây phủ tổng thống, tổng thống đang xem một phần báo cáo, kỹ thuật trò chơi nại sắt vượt trên khu vực 6 ít nhất 20 năm, sau đó lại cầm một phần báo cáo khác điều kỳ lạ là ở trên thật sự nói đó là trò đùa của người ngoài hành tinh. Tổng thống nhìn một cái liền tức giận: "Ngày mai ta sẽ đem sa thải cái tên đại thông minh nhà ngươi." Lúc này điện thoại reo lên, "Sao rồi có phát hiện gì không? Chúng tôi đã mời đến người chơi của nại sắt làm kiểm tra cơ thể toàn diện, bọn họ khi ở trong trò chơi cơ thể đều trong trạng thái ngủ. Điều này chứng tỏ bọn họ có năng lực ảnh hưởng đến bộ não của bất kỳ người nào." Đang nói được một nửa thì âm thanh đột nhiên biến mất, "Nói chuyện đi, xin chào ngươi chính là người lãnh đạo phía Tây khu vực 6 sao." Tổng thống nghe xong trong lòng kinh sợ: "Ngươi là ai? Nhân viên điều tra của ta đâu? Ta chỉ là muốn các ngươi không làm tổn thương đến người chơi của ta." lúc này tổng thống mới hiểu ngươi là người của công ty nại sắt sao phía tây khu vực 6 và công ty nại sắt có thể triển khai hợp tác rất nhiều ta sẽ gửi phụ tá của ta tới quý công ty chậm rãi trao đổi hắn nghe xong nhíu mày công ty bọn ta tỏ ý không mong muốn với các người tổng thống nghe xong trong lòng rất khó chịu nếu như vậy thì vì lợi ích và chủ quyền của khu vực chỉ có thể hạn chế sự phát triển của quý công ty hành vi này không thể không nói rất giống với một quốc gia nào đó nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không khách khí nữa trực tiếp cắt đứt tín hiệu điện thoại biến mất khi hắn một lần nữa xuất hiện thì đã là ở trước mặt tổng thống tổng thống nhìn thấy trước mặt đột nhiên có người xuất hiện vô cùng khiếp sợ lần đầu gặp mặt ngài tổng thống ta là nhân viên quản lý của công ty nại sắt vô giới trước khi đến đây bà chủ giao cho ta quyền tùy ý hành sự nhưng mà ta không thích giết người sau đó để tay lên vai tổng thống thì như vậy ta và tổng thống có thể cùng biến mất qua một lúc lại lần nữa xuất hiện ở trong văn phòng tổng thống tổng thống căn phòng nhỏ màu đen chơi vui không chỉ cần các ngươi không dựa vào quyền lực hành chính ảnh hưởng đến người chơi nại sắt không thể giới hạn tự do thân thể của người chơi nại sắt và nhiều phương diện quyền lực khác trong nước không cấm người dân chú ý và chơi nại sắt là được lúc này khuôn mặt tổng thống tiểu tụy xem ra chịu không ít tội nhưng ông ta không trả lời hắn thế là hắn lại nói lần nữa nếu như ngươi không đồng ý ta liền đem ngươi vứt vào căn phòng đen kia tổng thống nghe xong liền luống cuống chỉ là quyết định của ta không có tác dụng ngoại trưởng mỹ và tập đoàn tài chính mới quyết định được vậy có một cách ngươi đưa địa chỉ và tướng mạo của bọn họ cho ta Ta tìm từng người một tới uống trà, chỉ cần nơi có người chơi nại sát ta đều sẽ không bỏ qua. Sau đó lại lần nữa biến mất, bận rộn sau một đêm hắn quay về thôn mở cửa phòng ra, lập tức nhào vào trong người vợ, nhưng bà chủ giống ma quỷ lại lần nữa xuất hiện. Thái bạc nhĩ, hắn nghe thấy tiếng bà chủ liền bị dọa sợ giật mình, xem chút nữa hù chết ta rồi. Bà chủ rốt cuộc ta có không gian riêng tư hay không? Thế mà bà chủ không trả lời. Bổn hệ thống chỉ muốn hỏi người dùng cách gì khiến đám người thượng vị kia chịu khuất phục, thế mà không có ai dám phản kháng cũng không có ai dám lén lút giở trò xấu cái này rất đơn giản đem bọn chúng vứt vào căn phòng đen là được căn phòng đen chính là một không gian tối tăm trong đó sinh mạng của hắn ta vẫn trôi qua không đói cũng không giả bà chủ nghe xong liền hiểu cơ sở dữ liệu của bổn hệ thống có nhưng phải dựa vào minh chứng thí nghiệm loại hình phạt này dễ khiến người chịu phạt tinh thần suy sụp hơn nữa ta thiết kế nó khi đáp ứng điều kiện nào đó thì có thể ra ngoài ví dụ như trong phòng đen viết một bộ tiểu thuyết 100 vạn chữ vẽ một bộ ma nhựa 300 trang mới có thể ra ngoài nhưng vậy bọn chúng ở trong căn phòng đen cũng có chuyện để làm sẽ không mất đi hy vọng mà suy sụp tinh thần vì hoàn thành điều kiện bọn chúng chỉ có thể vắt hết óc tạo ra một tác phẩm một cái tên khác của căn phòng đen hay là gọi vô giới nguyệt tú lúc này trên tay hắn xuất hiện một đống giấy dày đám tổng thống nên lập tức mở ra cuộc họp với đám lão tổng của công ty khoa học công nghệ sau đó sẽ không làm khó người chơi nại sát lúc này người chơi đều đang nằm trên đất hoàng tuyền mở mắt ra chuyện đầu tiên của cô chính là đi tìm việc khi muốn đứng lên thì đầu váng hoa mắt sao lại thế này cơ thể này như thế nào lại trở nên nặng nề như vậy thế là bèn dùng thuật trinh sát kiểm tra tình huống cơ thể trên màn hình hiển thị trạng thái đau lưng hơn nữa đói nhẹ lúc này hoàng tuyền sững sờ đây là tình huống gì nếu như trong trò chơi ăn không ngon ngủ không ngon thì sẽ có bắp tiêu cực tiên phong thuẫn đi qua trò hỏi mà tinh thần lại rất tốt điều này khiến hoàng tuyền không hiểu nổi hôm qua đang cùng với đồ tệ học cắt thịt không biết đột nhiên sao lại ngoại tuyến rồi thế là bạc cát chi kỷ dìu ta vào trong phòng lúc mà ta trực tuyến là đang nằm trên giường còn ăn nhiều đồ hoàng tuyền nghe sau mặt đen lại đây cũng được sao trước tiên ngươi có thể tới nhà trọ giải quyết chứng đau lưng của mình ta cũng phải đi giúp bạc cát cắt thịt sau khi vào quán rượu xin chào bà chủ ta muốn ở trọ xin chào người trẻ tuổi tiền ở trọ là 300 tiền vàng một đêm hoàng tuyền nghe xong xấu hổ có thể cho nợ không ta không có tiền sắc mặt bà chủ ngay lập tức trầm xuống không có tiền không có tiền ngươi ở trọ cái gì làm lỡ thời gian kiếm tiền của lão nương ngươi xem em gái này không có tiền còn muốn ở miễn phí trong nhà trọ kết quả rõ ràng là bị bà chủ của mắng một hồi nhưng bà chủ nghĩ đúng lúc đang thiếu một học đệ hoàng tuyền nghe xong đây không phải là cơ hội tới rồi sao thế là sung phong nhận việc nói để ta làm trả nợ để ta dùng tay là được rồi bà chủ không khỏi hoài nghi ngươi thật sự được không mà hoàng tuyền không người cúi đầu thành khẩn nói hãy để cho ta thử một chút ta muốn thành học đệ của thương nhân bà chủ nhìn thấy bộ dạng thành khẩn của cô chỉ đành đồng ý thế là lấy sổ sách giao cho cô sổ sách này giao cho ngươi nếu như có thể xem hiểu thì có thể làm học đệ của thương nhân cô vừa mới bắt đầu cầm lấy sổ sách trong lòng vô cùng tự tin mặc dù môn toán của ta là do giáo viên thể dục dạy giáo viên thể dục chưa tốt nghiệp tiểu học nhưng không ảnh hưởng đến phép tính nhân chia cộng trừ trong phạm vi 100. Lúc mà cô nhìn vào trong sổ sách mặt trực tiếp đen lại, chỉ nhìn thấy bên trong ký tự dày đặc không rõ là gì. Đây là cái gì? Sau đó ném ánh mắt đáng thương bất lực về phía bà chủ. Bà chủ những chữ này là cái ý nghĩa gì? Bà chủ rất khó chịu. Ngươi không biết chữ còn muốn làm học đệ của thương nhân. Hoàng Tuyền viết ra con số. Ta biết một cách ghi chép sổ sách đơn giản hơn. Bà chủ ngay xong tức giận ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ta chỉ dùng cách tính sổ của ta nếu như dùng theo cách của ngươi bị lừa thì sao?" Hoàng Tuyền ôm chặt lấy đùi to của bà chủ nói: "Bà chủ, ta thật sự muốn học làm học đệ của thương nhân, xin hãy tin tưởng ta." Bà chủ nghĩ một chút, sau đó nghĩ ra một cách nhà tư bản nghe xong đều rơi lệ: "Ta có thể dạy ngươi biết chữ nhưng mà sẽ làm học phí, ngươi phải làm người làm công miễn phí cho ta." Hoàng Tuyền nghe xong cảm thấy sao trò cũ này quen thuộc như vậy, bằng cách này Hoàng Tuyền Bích Lạc luôn từ chối bị bóc lột, cuối cùng vẫn không thoát ra khỏi vận mệnh bị bóc lột nhưng may thay điều này cũng không hoàn toàn miễn phí dưới sự chỉ dạy nhiệt tình của bà chủ cuối cùng cũng học được môn ngoại ngữ khác hoàng tuyền bích lạc ngươi học được kỹ năng ngôn ngữ mới britannia thành công chuyển nghề thành học đệ thương nhân nhìn thấy bản thân cuối cũng học được ngoại ngữ mới không còn bị bóc lột trong lòng vô cùng kích động lúc này hắn nằm trên giường ăn đồ ăn vặt xem ma nhựa cuộc sống trôi qua tương đối thoải mái nhưng đột nhiên có người đẩy cửa xông vào hắn cấp tốc phản ứng lại lấy áo choàng che lấy vị tiên sinh này có chuyện gì không chỉ nhìn thấy lúc này hắn đã ngồi trên giường mà trên tay còn cầm một cuốn sách tránh niệm trưởng thôn ngươi cũng quá chăm chỉ rồi thật đúng là tấm gương của bọn ta quá khen quá khen sống đến già học đến già nhưng trong lòng đã đổ mồ hôi lạnh cũng may là hắn kịp thời phản ứng lại nếu không hình tượng xoáy khí thần võ anh minh khó mà giữ được trưởng thôn ta tên vi kim ta có một kế hoạch cần đến sự giúp đỡ của trưởng thôn hắn nghe xong liền có hứng thú giúp cái gì là như vậy bên ngoài trên đồng bằng có rất nhiều chuột to mặc dù rất thích hợp để chúng ta tiến hành huấn luyện thực chiến nhưng một người rất dễ dàng tiến vào lớp bao vây cho nên ta hy vọng ở chỗ không xa thôn trang xây một cái trạm canh gác như vậy thuận tiện để chúng ta ẩn nấp khi bị thương nhưng muốn xây trạm canh gác cần không ít nguyên vật liệu hơn nữa còn cần rất lớn sức người sức vật chuyện này ta có thể giải quyết ta có thể xây một căn phòng thuộc về mình ở trong thôn không Câu hỏi này làm cho hắn bối rối, thế là để cậu ta đợi một lúc sau đó hắn trực tiếp biến mất không thấy. Lúc xuất hiện là ở trong phòng của bà chủ, bà chủ tên người chơi kia trên trái đất không phải là rất có tiền sao, bà chủ chỉ trong không khí. Thế là thông tin liên quan đến người chơi hiện ra, bản thân hắn không phải rất có tiền nhưng hậu trường của hắn là đội điều tra nại sắt phía tây khu vực 6. Chính phủ phía tây khu vực 6 rất có tiền, lúc này đột nhiên hắn nghĩ ra một biện pháp lớn mật, ta muốn bọn họ trả tiền mua đất trong trò chơi bà chủ nghe xong buồn bực ngươi muốn tiền của trái đất làm gì sau đó hắn ôm chặt lấy chân của bà chủ nói ta rất thích ăn các loại đồ ăn vặt ở trái đất giỏ hàng ta đã chuẩn bị xong rồi bà chủ mang khuôn mặt ghét bỏ đẩy hắn ra ngươi không phải muốn phục hồi pháp thuật tử linh loay hoay nghiên cứu các hiện tượng tâm linh sao còn có chuyện này sao làm sao hắn quên rằng hắn đã nói điều ngu ngốc như vậy ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi nhưng chúng ta sẽ chia sẻ một phần chín chi phí thực tế của họ hắn nghe xong ngượng ngùng gãi đầu như vậy ta cũng quá không trượng nghĩa rồi bà chủ ngươi ham ăn làm biếng như thế nào chỉ lấy một phần ít nhất phải nửa phần a mà bà chủ lúc này khuôn mặt trầm xuống túm lấy cổ áo của hắn nói ngươi đang mơ ngủ sao một phần kia là của ngươi lúc quay về phòng hắn không kìm nổi mà rơi nước mắt đây là phương pháp bóc lột của bà chủ nhà tư bản nhìn thấy đều rơi nước mắt sau đó đứng dậy nói xây phòng hay chạm canh gác đều có thể nhưng nếu trước tiên ngươi phải mua đất hắn vừa mới bị bà chủ bóc lột nên hắn không cho phép chỉ có một mình hắn bị bóc lột thế là trực tiếp nói ra mức giá trên trời giá của một miếng đất là 500 vạn Mặc dù hoa hồng của hắn ít nhưng đơn giá của hắn cao, giỏ hàng rỗng không còn là giấc mơ, người kia nghe xong không dám tin vào tai mình. Trưởng thôn ngài mới nói là 500 vạn sao? Nếu ngươi muốn mua đất trực tiếp đến website chính chủ để lại tin nhắn, sẽ có người chăm sóc khách hàng đàm phán với ngươi. Cậu ta nghe xong đều khiếp sợ, một trò chơi NPC như thế nào biết website chính chủ, hơn nữa còn trả lời chính chủ như vậy. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đó trưởng thôn lẽ nào ngươi là nhân viên công ty nãy sắt sao lúc này trong lòng hắn hoảng loạn thành một đống sẽ không bị lộ tẩy chứ sau đó liền giả ngu nói ta không biết ngươi đang nói cái gì lập tức đem cậu ta đẩy ra ngoài đóng cửa lại xong hắn lập tức thở phào một hơi trong lòng không nhịn được mà cười khà khà giao hệ tự do đến cửa như vậy không thể không cắt giao hệ ta đến đây sau đó đến phòng của bà chủ ta thu phục được bên kia rồi len keng báu vật nại sắt đã về tài khoản tiền cũng về tài khoản rồi hắn hoài nghi không biết dám mà bản thân báo ra có phải rẻ hay không bọn chúng định dùng hai miếng đất này để làm cái gì có thể bởi vì thôn tân thủ là nơi duy nhất hiện tại có thể liên lạc với vô giới cho nên những người này đã bị sức lực của ngươi làm khuất phục muốn lôi kéo ngươi bà chủ ngươi nhiều tiền như vậy làm cái gì làm phần thưởng hoàng tuyền ở bên kia đang ngồi mơ mộng nước dãi đều chảy ra bàn lúc này ái ất thủy và mọi người tìm đi đến hoàng tuyền bị dọa sợ nhảy lên bọn ta tới tìm ngươi mà lúc này hoàng tuyền lại bảo bọn chúng nhỏ tiếng một chút ái ất thủy không hiểu cô ấy có ý gì như thế nào thấy ngươi sợ hãi như vậy còn hoàng tuyền bất lực che mặt sau đó nhét hai tờ giấy vào tai động tác lưu loát như mây trôi nước chảy này khiến mọi người đau lòng ai ất thủy nghi hoặc hành động của cô mà lúc này trên lầu truyền đến tiếng nói của bà chủ đừng làm ồn trong quán trọ có để cho khách của ta nghỉ ngơi hay không muốn ẩm ý đều cút hết ra ngoài đường lớn kia thanh âm to đến mức suýt chút nữa đen mọi người tiễn đi các ngươi tới tìm ta có chuyện gì bọn ta đến xem ngươi vài ngày nay học được kỹ năng gì sau đó cô chỉ ngón tay thông tin kỹ năng hiện ra thuật kinh doanh cấp 1, thuật quản lý tài sản cấp 2, thuật lữ hành cấp 1, ngôn ngữ Britannia. Tiên Phong Thuẫn nhìn qua cái này cùng với chiến đấy có quan hệ gì? Ái ất thủy nhìn tiếp ngôn ngữ Britannia, lẽ nào ngươi định trở thành người Britannia sao? Cả đám người cùng to lên, có cái gì đáng cười sớm muộn các ngươi cũng phải học lúc nhìn thấy mấy chữ không hiểu thì đừng có hỏi ta ngươi xem cái người này một giây trước cô ta còn nói không vui vẻ lúc nhìn thấy ra vũ khí lấp lánh miệng mặc dù nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật miệng nhịn không được mà chảy nước dãi thật thơm đại thúc địch pháp sư làm học đệ lò rèn hôm qua học thuật rèn Lúc đó ông ấy tới tìm ta xin một ít gỗ, không ngờ ông ấy có thể làm ra loại đại sắc khí trong thời đại binh khí lạnh này, sau đó đưa cái nỏ bắn tên cho Hoàng Tuyền. Địch Pháp Sư cười nói một cái cung tên gỗ không đến 20 bước, nếu như có thể làm được thần cung và ngũ lôi thần cơ thì đến lúc đó ta có thể đi ngang rồi. Tiếp đó đám người mời Hoàng Tuyền đi đánh giã thú cùng, lúc này Hoàng Tuyền rất khó xử quay đầu nhìn về phía sổ sách, cuối cùng vẫn là quyết định không đi. Lúc này bà chủ nói ngươi đi đi, tiểu tử ngươi cả ngày không làm việc tốt không biết để lọt bao nhiêu tiền, nhưng chỉ giới hạn hôm nay. Hoàng Tuyền nghe xong rất vui vẻ, cảm ơn bà chủ ta nhất định sẽ quay về đúng giờ, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Sau đó đám người đi ra thôn Tân Thủ, Hoàng Tuyền đối với mảnh đất trống này rất hiếu kỳ. Vương gia nói hai miếng đất này là mua được hơn nữa còn dùng tiền của trái đất. Nghe nói một miếng đất là 500 vạn, Hoàng Tuyền nghe xong khiếp sợ, 500 vạn một miếng. Trong lòng bắt đầu điên cuồng bổ não lẽ nào ở đây bị đại lý bất động sản xâm chiếm sao, ta nghe nói bọn họ muốn làm chạm canh gác, hình như là như vậy cụ thể ta cũng không quá rõ. Sau đó kéo cung trên tay ra, Hoàng Thiệu nhìn thấy khiếp sợ, ngươi biến bắn cung sao, sau khi ta học được thuật cung cơ bản, tỷ lệ trúng cơ bản trong vòng 10m là hơn 90%, hơn nữa còn có thuật ưng nhãn tăng cường thị lực. Bắn những con chuột vị chi này không phải là vấn đề, chỉ nhìn thấy cô kéo cung nhẹ nhàng, một mũi tên với tốc độ nhanh chóng bắn vào con chuột, lập tức trúng mục tiêu. Con chuột đau đớn kêu lên thảm thiết, những con chuột khác cũng chú ý đến bọn họ, đám người lôi vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Hệ thống thu hút giỏ hàng dã thú của trò chơi này cũng thật tệ, giỏ hàng dã thú kêu lên có thể hấp dẫn những con giỏ hàng dã thú khác đến, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thú vui tại chỗ, cuộc đại chiến hết sức căng thẳng thái bạc nhĩ đang ở trong phòng xem trực tiếp các người anh em đã lâu không gặp hôm nay cho các anh em xem trực tiếp một màn đập hộp hy vọng các anh em có thể tặng cho ta một đại hỏa tiễn nhưng đột nhiên bà chủ xuất hiện phía sau lưng hắn bão com mần điên cuồng quét qua nếu hầu gái xinh đẹp quá như thế nào màu trắng không phải màu đen a à? hắn nhìn com mần trong lòng buồn bực hầu gái nào khi mà hắn quay đầu hiện trường đột nhiên yên tĩnh nếu như các kỹ năng học được trong trò chơi cũng có thể sử dụng trong thực tế như vậy sẽ xảy ra chuyện thú vị gì đây bà chủ đưa cuốn sách cho hắn hắn mở ra nhìn một cái thế mà lại là bản sao kế hoạch khen thưởng làng tân thủ hắn xem kế hoạch nói bọn chúng mới bắt đầu thiết kế bản sao dường như có chút dư thừa ngươi không hiểu ý nghĩa thật sự của bản sao khen thưởng nhân loại cần phải dựa vào tiền lương để chi trả cho cuộc sống vì để cổ vũ bọn họ dành thêm nhiều thời gian để chơi trò chơi phần thường cho việc thông qua bản sao là tiền mặt bà chủ ngươi lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy những tiền này đều là do ngươi bán đất mà có được hắn nghe xong liền hiểu bà chủ người không hổ là nhà tư bản ác độc lông cừu lấy trên người con cừu thế là hắn hưng trí bừng bừng mở tài liệu bản sao ra một bản số người giới hạn là một người các loại dã thú phân bố theo trình độ yếu đây là một tầng hầm dưới mặt đất bị nguyền rủa trong thôn trang có rất nhiều trạch nam đàn ông độc thân bơ vơ không có ai để nương tựa mỗi ngày dựa vào việc xem mai nhựa và chương trình để sống qua ngày gần đến tuổi già họ sẽ tự xuống dưới tầng hầm để chờ cái chết đến sau khi bọn họ chết thì tâm hồn cô độc sẽ hấp dẫn những năng lượng phương đông bí ẩn khiến bọn họ trở thành thi quỷ đáng sợ sau khi hắn xem xong trực tiếp vứt sách xuống đất trạch nam đàn ông độc thân bơ vơ không có ai để nương tựa dựa vào việc xem mai nhựa và chương trình để sống qua ngày hắn càng nghĩ càng khó chịu bà chủ ngươi nói bóng nói gió nói cạnh nói khóe ném đá giấu tay ai đây nói như vậy ngươi còn không rõ sao lẽ nào muốn ta đem số sfz viết ra trong phòng ngủ nữ sinh trên trái đất một em gái đang gọi bạn cùng phòng dậy tước tỷ không thể ngủ nữa ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì sao cô tên là vương tước chính là vương gia ở trong trò chơi mở mắt ra mơ màng nói hôm nay là này hoạt động xây chạm canh gác của nại sắt cái gì mà hoạt động xây chạm canh gác chứ hôm nay là kỳ thi cuối kỳ cô nghe xong lập tức tỉnh táo vừa đứng dậy cái gì thi cuối kỳ sau đó mở điện thoại ra kiểm tra thời gian sau khi xem xong mặt trực tiếp đen lại xong rồi đến muộn rồi sau khi vội đến trường thi cô giáo bắt đầu đầu phát bài kiểm tra cô nhận lấy bài kiểm tra nhìn một cái sắc mặt ngày càng đen lại đây là chiếu thư gì đây mở ra nhìn mỗi một chữ đều không biết nhưng đặt cùng nhau xem hoàn toàn không hiểu sau đó nhắm mắt hồi phục lại tinh thần câu này không phải câu tiếp theo câu tiếp theo toàn bộ bài thi đều xem hết nhưng bản thân lại ngay cả một câu cũng không biết sau đó tháo kính ra xoa xoa huyệt thái dương lúc này phát hiện có chút không thích hợp bỏ kính ra bản thân có thể nhìn thấy rất rõ nhìn về phía trước đáp án của bạn học trước mặt hiện ra rõ ràng đây không phải thuật ưng nhãn sao lẽ nào mình còn ở trong trò chơi nếu như có thể sử dụng kỹ năng trong trò chơi vào hiện thực vậy thì ngươi sẽ dùng nó như thế nào mà người này lấy nó để copy bài tập quả thật là phung phí của trời cô giáo ở bên cạnh nhìn thấy cô ấy viết nhanh như vậy cảm thấy cô đang gian lận thế là đi đến phía sau lưng cô nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra vấn đề nào trong lòng không khỏi kinh ngạc lẽ nào cô ấy là thiên tài trong văn phòng tổng thống một người lấy ra một phần tài liệu nói một vị thám tử của chúng ta là người chơi ở trong trò chơi học được một kỹ năng ngôn ngữ britannia đột nhiên có thể nhớ rõ ngôn ngữ này điều này lại chứng minh cái gì Điều này cho thấy nại sắt có thể cấy kiến thức vào trong ý thức của bất kỳ ai. Nếu như chúng ta có loại kỹ thuật này thì sức mạnh nghiên cứu khoa học của chúng ta có thể lên trời. Chúng ta có thể giống như nhà máy sản xuất hàng loạt số lượng lớn lao động có trình độ học vấn cao mà Tổng thống không khỏi nghĩ đến những ngày đã từng bị Thái Bạc Nhĩ chi phối. Nghĩ lại bị dọa sợ đến phát run, ta biết rồi, ta sẽ tiếp xúc với công ty nại sắt trước, ngươi quay về trước đi. Vương gia ở bên kia sau khi thi xong chuẩn bị tiến vào trò chơi, mà những đồng đội khác đã sớm đợi bên trong, hoạt động xây trạm canh gác còn thiếu ngươi, Tiên Phong Thuẫn, ngươi có cảm thấy cơ thể trong hiện thực khác với trước kia không? Trong lòng Tiên Phong Thuẫn buồn bực, tất cả đều bình thường như thế nào? Vương gia xấu hổ cười không có gì. Trong lòng nghĩ lẽ nào chỉ có mỗi mình như vậy sao? Lúc này Kim xuất hiện nói các vi hôm nay là này người chơi chúng ta xây chạm canh gác. Sau này sẽ có đường rút lui an toàn khi chúng ta chiến đấu với chuột vị chi trên đồng bằng. Ta hy vọng mọi người cố gắng chiến đấu, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Thái Bạc Nhĩ xuất hiện sau nói nếu như đã chuẩn bị tốt rồi vậy thì nhiệm vụ bắt đầu, sau khi bắn tim lại một lần nữa biến mất. Mọi người cố lên a, đám người nhìn thấy hắn vừa xuất hiện liền rời đi không nói gì, rốt cuộc ngươi tới đây làm cái gì? Lúc này thông báo của trò chơi hiện ra, nhiệm vụ mới xây chạm canh gác, sau khi đám người đi ra khỏi bức tường bảo vệ, ai ất thủy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ run lên. Sau khi đến nơi tiên phong thuẫn kiến nghị, không bằng chúng ta chia thành hai đội, một đội xây chạm canh gác còn một đội phụ trách bảo vệ mọi người và chạm canh gác như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chúng ta hoàn thiện trạm canh gác hơn nữa ở đây cách thôn gần như vậy sẽ không có nguy hiểm gì kim phản bác nói tiên phong thuẫn nói đúng hiện tại chúng ta không ở trong bức tường bảo vệ không thể mạo hiểm ai ất thủy xung phong nhận việc để ta tới xây trạm canh gác đi mà trong lòng kích động đến khóc cuối cùng không cần thành thức ăn cho chim thế là đám người bắt đầu hợp sức xây trạm canh gác người chơi vì xây trạm canh gác trong trò chơi có chút liều mạng một đám người vì có thể đẩy nhanh tốc độ xây trạm canh gác không ngừng bận rộn đám còn lại luôn sẵn sàng chiến đấu để ngăn chặn sự tấn công của xã thú cứ như vậy đám người bận rộn cả ngày đến sáng sớm ngày thứ hai, đám hoàng tuyền lúc này đều đang ủ rũ, lần đầu tiên ta thức đêm nhàm chán như vậy. Mà chạm canh gác cũng hoàn thành xong hơn phân nửa, lúc này Kim nhắc nhở mọi người nhất định đừng thiếu cảnh giác. Dựa theo kinh nghiệm chơi game trước đây của ta thì càng hoàn thành nhanh thì chính là lúc có nguy hiểm tới. Bận rộn cả ngày chạm canh gác cuối cùng cũng hoàn thành lúc này, Thái Bạc Nhĩ xuất hiện sau lưng Kim muốn nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu ta trực tiếp túm lấy tay hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc nếu như trưởng thôn ngươi đã xuất hiện ở đây vậy thì có phải chứng minh bọn nó cuối cùng cũng tới rồi đến vào phút cuối cùng để phá hủy trạm canh gác điều này làm cho hắn hoàn toàn sững sờ ngươi đang nói cái gì vậy đám mãnh thú loài chuột vị chia bọn nó sắp tới ngăn chúng ta xây trạm canh gác điều này càng ngày càng khiến hắn sững sờ cái bộ não thông minh này của ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy lúc này trong lòng cậu ta đột nhiên kinh sợ khoác vai của hắn nói thầm lẽ nào không phải sao không phải hắn nghe xong bắt đầu hoài nghi nhân sinh trò chơi này như thế nào không theo thói quen hắn mang bộ mặt không nói gì ngươi mắc chứng hoang tưởng ngược đãi hay là do xem quá nhiều phim ta nói nguy hiểm là có nhiều dã thú trên thảo nguyên nhưng không biểu thị rằng bọn chúng sẽ tới tấn công các ngươi đám người nghe xong liền nhìn chằm chằm vào kim ánh mắt giết người không thể che giấu được lúc này trong lòng kim hoảng loạn thành đống các ngươi nghe ta giải thích mà hiện tại trong lòng đám người đều chứa một bụng lửa giận như thế nào lại nghe ngươi giải thích qua một lúc kim liền bị đám người đánh cho hôn mê sau khi phát tiết xong trong lòng hoàng tuyền thoải mái một trận cơn giận tàn đi trong lòng sảng khoái hơn nhiều lúc này thái bạc nhĩ nói buổi tối hôm nay các ngươi có một hoạt động thần bí hoàng tuyền nghe xong đánh giá hắn nói trưởng thôn nếu như hoạt động của ngươi giống với kim thì hậu quả ngươi tự hiểu điều này khiến hắn có chút hoảng sợ thế là vội vàng nói sao có thể chứ ta chỉ muốn nói cho các ngươi nghe sự thật về thôn đám người nghe xong ngay lập tức có hứng thú cái thôn này không phải là thôn bình thường rất lâu rất lâu trước kia có một đám người như vậy bọn họ ở trong thôn này sinh sống ngày ngày làm việc sau đó mọi người lúc này đều đang mang khuôn mặt chờ đợi về nội dung phía sau, sau đó như thế nào? Sau này a, à, bọn họ già rồi chết, câu chuyện nát này rốt cuộc là đang kể về cái gì a? À? Bọn họ đem tiền bạc của cải trôn vào bên trong nghĩa địa. Thời gian lâu sau ai mà ngờ được bọn họ lại biến thành thi hồn? Thi hồn xuất hiện nhiều lần trong thôn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của thôn dân, cho nên ta hy vọng mọi người có thời gian hãy tới nghĩa địa để dọn dẹp đám thi hồn. Tiền bạc của cải trong đó lấy được đều là của các ngươi. Đám người nghe xong có tiền bạc của cải đều nóng lòng muốn thử vài người đến nghĩa địa của thôn tân thủ phía trước có một bia mộ tiên phong thuẫn giữ chặt lấy bia đá sau đó dùng lực nhấc bia đá lên rồi ném nó sang một bên chỉ nhìn thấy bên dưới bia đá xuất hiện một lỗ huyệt lúc này trò chơi hiện ra nhắc nhở bản sao cầu độc thân là ma còn giới thiệu bản sao trò chơi sau khi đám người xem xong giới thiệu im lặng trầm mặc nội dung nhiệm vụ của vở kịch này cũng quá đỉnh rồi kế hoạch trong nào đều là hố đen sao mà hoàng tuyền càng hoài nghi hơn cô ta mắng chửi thái bạc nhĩ nhưng hắn không có bằng chứng lúc này một thanh niên với đồng cỏ xanh trên đầu muốn dẫn đầu thử trước dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đi vào lỗ huyệt nhưng qua 5 phút cậu ta còn chưa quay lại lúc này trò chơi nhắc nhở chiến đấu thất bại nhân vật tử vong một đại hán vác dìu trên vai xuất trận ông ta vừa mới đi vào lỗ huyệt liền phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi từ trong lỗ huyệt phi ra ngoài khi mọi người hỏi ông ta tình huống như thế nào nhưng không ngờ rằng ông ta lại bị quái vật nhỏ đá bay đi đây còn không bằng tên thanh niên tóc xanh kia sao cậu ta có thể kéo dài ít nhất 5 phút mà đám người kinh sợ bản sao này khó vậy sao quái vật nhỏ tinh danh như vậy bản sao này không khó là do bên trong quá tối không nhìn rõ ma quái gì khi mà tiên phong thuẫn chuẩn bị muốn thử atula ngăn lại nói để tiểu tăng thăm dò đường cho mọi người thế là một mình atula tiến vào lỗ huyệt vừa bước vào đã ngửi thấy mùi xác chết nồng nặc càng thăm dò bên trong càng tối sau đó hắn hít một hơi thật sâu nhắm mắt cảm nhận xung quanh chỉ nhìn thấy trên người hắn phát ra ánh sáng vàng nhạt lúc này vài con ma quái xuất hiện phía sau lưng hắn sau đó một con liền há miệng to ra nhào lên tai của hắn cũng nghe thấy âm thanh thế là nhảy lên một cái né đòn tấn công con ma quái khác nhìn thấy vậy cũng lao vào tay phải của atula nắm chặt dồn sức lực tai mọn lại dám múa dìu qua mắt thợ đại uy thiên long một trưởng trực tiếp đánh bay ma quái ra ngoài sau khi đánh xong còn châm biếm nói một câu tạm biệt cẩu độc thân vừa nói xong thì một đám ma quái cẩu độc thân bao xung quanh atula nhìn thấy đối phương nhiều như vậy bắt đầu hoảng loạn mọi người đừng tức giận kỳ thật ta cũng là cẩu độc thân Đám người ngoài nghĩa địa đã đợi nửa ngày, lúc này mặt đất phát ra chấn động mãnh liệt, đột nhiên ầm một tiếng phát ra tiếng nổ chấn động, ngọn lửa ngay lập tức cháy dữ dội. Sau khi sương khói tản đi, Atula ung dung từ bên trong bước ra, phó bản đã bị người chơi xóa bỏ làm mới sau 48 tiếng nữa. Hoàng Tuyền liên tục hỏi phần thưởng là gì, cái túi trên tay ta chính là giải thưởng, vương gia không đợi được mở ra xem, sau đó sắc mặt ghét bỏ trong túi chỉ có một hộp sữa và một tờ giấy. Ngươi đừng xem nhẹ tờ giấy này, nó rất đỉnh, vật phẩm đặc biệt voucher 100 tiền vàng phía tây khu vực 6, đám người xem xong đều chấn động. Ngươi xem giải thưởng nhiệm vụ của trò chơi này có bao nhiêu gây gớm, phần thưởng của trò chơi khác đều là cái gì trang bị trò chơi, mà nại sắt không như vậy phân thưởng nhiệm vụ chính là tiền trong hiện thực. Lúc này Thái Bạc Nhĩ ở trong phòng ngủ một bên ôm vợ một bên xem sách, mà bây giờ quả cầu bên cạnh phát ra ánh sáng hắn mở ra xem toàn bộ đều là bài post nại sắt có thể kiếm tiền mặt, nhìn thấy vậy hắn liền cười, thật đúng là không có kiến thức. Chỉ có chút phần thưởng đã phản ứng lớn như vậy về sau sẽ càng xuất sắc hơn đến buổi tối tâm trạng của hắn lúc này vô cùng đau khổ nước mắt nhịn không được mà chảy ra tại sao lại xảy ra chuyện này chứ hắn cầm lấy tay cầm và xem nội dung chuyện của trò chơi thật sự là quá cảm động lúc này phía sau lưng hắn chật lạnh cảm nhận được một cỗ sát khí loại cảm giác quen thuộc này lại đến rồi chỉ nhìn thấy bà chủ tóc trắng lại lần nữa xuất hiện ở phía sau lưng hắn thái bạc nhĩ nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi mấy hôm trước ngươi làm xong chưa lúc này nội tâm hắn không hề gợn sóng chậm rãi bỏ tay cầm ra đứng lên ung một tiếng lập tức quỳ xuống một loạt hành động như nước chảy mây trôi xin lỗi bà chủ ta chỉ có xem ma nhựa và chơi game còn chưa làm cho nên ngươi còn nhớ nhiệm vụ là cái gì không bây giờ trong lòng hắn hoảng loạn thành một đống nhiệm vụ là cái gì a à? bà chủ túm lấy vai hắn sắc mặt trầm xuống nói nói đi nhiệm vụ là cái gì ta nhớ đương nhiên là ta nhớ rồi sao mà ta có thể quên được chứ sau đó từ trong đống sách điên cuồng tìm kiếm ta nhớ ta đã đem tài liệu bỏ vào bên này là kế hoạch mở ra nghề nghiệp mới ngươi đem tài liệu vứt đi đâu rồi hắn chột dạ nói ta còn không phải là cảm thấy chưa vội cấp bậc của người chơi còn chưa đủ đã có 5 người chơi đạt đến cấp 9 rồi sau khi hắn nghe xong đều không dám tin mới có vài ngày cuộc sống của họ chỉ có chơi game thôi sao mặc dù có thể chuyển nghề nghiệp nhưng dựa theo cơ sở dữ liệu của hệ thống không có kỹ năng nghề và các thông tin khác của các nghề này cho nên cần cấp bách đổi mới nghề nghiệp chiến đấu sau đó bà chủ lại kéo quần áo ra nói dường như là ngươi rất lâu rồi không thử lại loại mùi vị kia mặt của hắn trực tiếp đen lại bà chủ linh cảm đột nhiên tiến vào trong não hắn Tại công quốc Cornell, thành phố Jera Morgan, một đoàn lính đánh thuê đang họp, phó đội trưởng hỏi như thế nào. Mà đội trưởng cầm ra tấm lông cừu nói có người đã thuê chúng ta tới núi hoành đoạn tiêu diệt một thôn trang, một đầu người trị giá 3 đồng tiền Britannia, vậy chúng ta trực tiếp nhận nhiệm vụ này đi. Không nên, đoàn lính đánh thuê khác cũng nhận được ủy thác như vậy, những người khác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến khi đó chúng ta làm bọ ngựa bắt ve sầu đến sau sau vài ngày vừa mới giải quyết xong đám chuột chuẩn bị đi về phía rừng rậm đằng trước thăm dò sâu hơn lúc này xúc tu dây leo không biết từ lúc này xuất hiện sau lưng bọn họ sau đó chuẩn bị tấn công về phía họ các em gái nghe được âm thanh liền quay đầu lại chỉ nhìn thấy một xúc tu dây leo khổng lồ tập kích về phía các cô sau một tiếng hét các em gái đều bị trói chặt bởi những xúc tu dây leo trói chặt thì thôi đi xúc tu này còn sờ loạn trên người em gái hoàng tuyền bị chơi đùa mặt đỏ bừng lên lúc này đột nhiên nó dừng lại hoàng tuyền thở ra một hơi không ngờ đúng không lão nương là nam ai biết được đột nhiên nó tăng tốc độ qua một thời gian ngắn hoàng tuyền hoàn toàn bị quấn chặt không ngờ dây leo này càng thích con trai hơn lúc này hoàng tuyền sững sờ những người khác nhìn thấy cảnh này đều sững sờ cây leo này gặp được con trai thì càng phấn khích hơn tiên phong thuẫn dơ đại kiếm ra nói chặt đứt bọn chúng cứu người một đao trực tiếp đem nó chặt đứt ra các cô gái cũng rơi xuống lúc này ái ất thủy cũng tìm ra manh mối xúc tu dây leo có mắt cho nên nó mới dựa trên sự rung động mà bắt lấy sinh vật sau đó hắn ta dơ dìu lên và chặt cây lớn bên cạnh cây trực tiếp bị hắn ta chặt rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn dây leo nghe thấy động tĩnh liền ào ào tấn công về phía cây to atula nhân cơ hội túm lấy một cái dây leo dùng lực kéo dễ của nó trực tiếp bị kéo ra khỏi mặt đất hắn ta dùng ta giữ chặt lấy tất cả dây leo sau đó cơ thể dồn lực toàn bộ dây leo nổ tung vỡ vụn hoàn toàn lúc này trong rừng rậm lại lần nữa phát ra âm thanh còn có người nào chỉ nhìn thấy trong rừng rậm xuất hiện một đồng em gái bọn họ là đoàn lính đánh thuê kim mai côi đội trưởng tên áo lệ na phó đội trưởng tên duy luân xin hỏi thôn trang của các người có gần đây không Bọn ta muốn ngủ trọ một ngày có được không? Xin hỏi các vị là, bọn ta là lính đánh thuê đến từ bên ngoài núi Hoành Đoạn tới đây để lấy chút thảo dược. Địch Pháp Sư nói thầm với Vương Gia ngươi quay về thôn đi, đem tình huống ở đây thông báo cho trưởng thôn và sử quán trưởng, ẩn náu chút. Nếu như các vị muốn ngủ trọ có thể tới thôn của bọn ta, trưởng thôn của bọn ta đặc biệt thích tiếp đón người ngoài trong phòng hắn đang nghĩ sao mà lính đánh thuê hắn ủy thác lại đến nhanh vậy cuối cùng cảm thấy không cần nghĩ quá nhiều thế là mang theo thiết bị bắt đầu cuộc sống trạch nam của hắn đang chơi hang say thì đột nhiên có người gọi lúc này trong lòng hắn tức giận không phải chứ lại tới rồi vương gia đẩy cửa ra mà lúc này hắn đang ngồi trên ghế uống trà đọc sách có chuyện gì vậy có một đám lính đánh thuê đang vào thôn ta nhìn thấy bọn họ không giống người tốt ta biết ngươi đi thông báo với sử quán trưởng đi hắn có thể xử lý chúng không giống ta tay không thể nhấc vai không thể nâng đối mặt với những tên lính đánh thuê cầm kiếm và cung tên đó chỉ có thể trốn tránh cảm thấy đau lòng cho vương gia không nói gì ta còn muốn tìm sử quán trưởng để nương nhờ thôn tân thủ vốn dĩ kết biệt với thế giới này hoan nghênh một đám người ngoài đến mặc dù bọn họ nói là bản thân lên núi hái thuốc nhưng mỗi một người lại mang theo rất nhiều vũ khí xem ra sự việc không có đơn giản như vậy sau khi đám người tới cửa thôn tân thủ sử ca sớm đã đợi ở cửa từ sớm người ngoài tới ta là sự quán trưởng võ quán sử ca hoan nghênh các người tới đây đội trưởng linh đánh thuê áo lệ na hỏi ở đây cũng có võ quán sao không biết kế thừa trường phái nào chỉ là một trường phái không đáng nhắc đến mà thôi ta đem các ngươi đến chỗ nghỉ chân sau khi tiến vào thôn quán trưởng nói các vị tùy ý dựng trại đóng quân sau đó chỉ vào phòng của thái bạc nhĩ nói đặc biệt là chỗ này nơi đó to không khí cũng tốt ở chỗ này tùy ý đại tiểu tiện đều không phải vấn đề phó đội trưởng hỏi không có vấn đề gì sao không có vấn đề gì nhưng là một đám nông phu dã nhân còn có thể chơi ra trò bịp bợm gì sau đó sắc mặt trầm xuống nói tối hôm nay một người cũng không để lại quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp càng không thể tin tưởng sau đó bọn họ bắt đầu dựng trại đóng quân quán trưởng nói với mọi người chuyện này trưởng thôn đã giao cho ta tối nay sẽ có một trận chiến hơn nữa những ai tham gia hoạt động này sẽ có phiếu giảm giá 50% mươi một lần học võ vương gia là một cung thủ chắc hẳn ngươi không gặp vấn đề gì với việc ngụy trang và che giấu việc trinh sát liền giao cho ngươi nếu như bọn họ ra tay trước thì một người cũng không giữ lại trong võ quán lúc nửa đêm vương gia đẩy cửa ra nói bọn họ đều dùng thức ăn và nước rồi hơn nữa toàn bộ đều mặc giáp đeo đao ta nghi ngờ bọn chúng muốn hành động mà điều này cũng trong dự liệu của quán trưởng sau đó lấy ra thuốc nước nói mỗi người cầm lấy một bình để dùng đi loại vật liệu này do trưởng thôn trả tiền là trưởng thôn vì sao thái bạc nhĩ không nhớ mình đã nói câu này ở trong thôn đội trưởng lấy thuốc độc bôi lên kiếm đã sẵn sàng để cắt đầu của bọn chúng chưa sau đó khuôn mặt nham hiểm liếm thanh kiếm của mình nói chỉ cần phá hủy nơi đây con đường thương mại thông qua lục địa phía đông và phía tây chính là của chúng ta đột nhiên cô ta phản ứng lại ta vừa mới liếm kiếm sao tiểu đệ của cô gật đầu nhìn thanh kiếm trong tay sắc mặt ngay lập tức đèn lại duy luân mau tìm thuốc giải giúp ta lúc này trời cao mây đen che phủ trăng giết người phóng hỏa duy luân giơ lửa ném vào thôn căn phòng lập tức cháy dữ dội ngay khi chuẩn bị rời đi mọi người xuất hiện sau lưng cô đắc tội trưởng thôn còn muốn đi sao muốn chết sau đó mọi người tóm thằng nhóc lên cho nó một trận tơi bời một nhóm người đang chờ trong lều sau nửa ngày chờ đợi vẫn chưa nhận được tín hiệu xem ra nhiệm vụ thất bại rồi lúc này một em gái nói đội trưởng ngươi xem bên ngoài có lửa rồi mà đội trưởng cũng bị đám đồng đội heo này làm tức giận phế vật đây là chúng ta bị bao vây rồi sau khi áo lệ na đi ra khỏi lều nhìn thấy tiểu đệ của mình đã bị đám người tóm lấy vậy là cô bắt đầu giả ngây giả ngô sao các ngươi lại đánh đội viên của ta bị thương bọn họ phạm tội gì vậy lê lê ti vừa muốn nói lại bị quán trưởng ngăn lại ngươi không biết bọn họ làm gì sao mà còn mà cô giả làm bộ dạng mới tỉnh ngủ nói ta vừa mới tỉnh dậy không biết có chuyện gì bọn họ phóng lửa đốt thôn lửa ở đâu Quán trưởng kéo duy luân nói lửa trên tay hắn ta làm sao giải thích đây, mà lúc này Áo Lệ Na bắt đầu hoảng loạn tìm một lý do rất miễn cưỡng, bọn họ đều bị cận thị nên dùng lửa để nhìn đường, sau đó khom người nói nếu như bọn họ mạo phạm các người vậy thì ta thay bọn họ xin lỗi, mà quán trưởng tức giận nghiến răng nói, khá lắm, mặt trơ trẽn như trưởng thôn. Lúc này địch pháp sư hỏi các ngươi đến núi hoành đoạn muốn lấy thảo dược gì, chỉ là ít thuốc trị vết thương bên ngoài, địch pháp sư nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, thường có vết thương ngoài vậy chứng minh có chiến tranh, xem ra các ngươi thường xâm lược thôn khác áo lệ na vội vàng giải thích chúng tôi chỉ là vì thường xuyên đi đường núi nên một số vết thương ngoài da đôi giày sạch sẽ như vậy một chút cũng không giống thường xuyên đi đường núi hơn nữa ta âm thầm quan sát tay của các ngươi đây là vết chai do thường xuyên sử dụng vũ khí cũng chứng minh rằng các ngươi là một đội đốt giết cướp hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện phía sau lưng của áo lệ na ta tới thêm náo nhiệt đây cô ta trực tiếp lấy một tay ôm hắn đến trước ngực một tay thì giơ kiếm kề vào cổ hắn nếu như các ngươi không muốn trưởng thôn của các ngươi chết thì mau để cho ta đi mọi người đều bị chuyện xảy ra bất ngờ này làm cho kinh ngạc mà hắn lại cảm nhận được một loại cảm giác lâu ngày đã mất thế là ôm chặt lấy cô trả sát trước ngực trước kia vì hình ảnh trưởng thôn đã lâu không được tiếp xúc với loại cảm giác mềm mại như vậy đây lẽ nào là ông trời ban ân cho hắn ái ất thủy nhìn thấy cũng chảy nước dãi sau đó nói một cách chính đáng thả ra tên lính đánh thuê kia á à không phải thả trưởng thôn ra để ta làm con tin ở đây quá nguy hiểm các ngươi phải bảo vệ an toàn cho mình lúc này hoàng tuyền cũng tham gia náo nhiệt nếu như ngươi không thả trưởng thôn ra có thể để cho hai bọn ta cùng làm con tin sau đó chỉ vào phía khác của cô nói dù sao thì ngươi cũng có hai vị trí ở đây không có chỗ của ngươi chuyện nguy hiểm như vậy một mình ta đối mặt là được rồi, lúc này ái ất thủy không can tâm tình nguyện, không phải bản thân ngươi có sao, vì sao còn muốn cướp với ta. Ngươi chính là không biết rồi của người khác càng tốt hơn, nếu như không muốn cứu mạng trưởng thôn các ngươi hãy nhường một con đường cho ta. Mà hắn nhân cơ hội này dùng lực trà sát lên ngực, khỏi phải nói nó có bao nhiêu thoải mái. Ngươi xem sự quán trưởng này báo thủ như thế nào, không phải là đem cô từ con trai biến thành con gái sao, đã lâu như vậy rồi cô ấy vẫn nhớ mối thù ấy đến hiện tại đối với việc bị bắt làm con tin hắn đúng đắn nói ta không tin ngươi dám làm hại trưởng thôn của bọn ta trừ khi ngươi đánh đầu hắn ta lời vừa dứt đầu hắn liền bị đập một cái nhưng còn chưa xong ta không tin trừ khi ngươi đánh sưng mặt hắn sau đó cô ta lấy kiếm điên cuồng đập lên mặt hắn tiếp đó lại cười nham hiểm nói chính là như vậy trừ phi ngươi lột hết quần áo của hắn ra trong lòng thầm sảng khoái hôm nay đúng là một ngày tốt lúc này hắn bắt đầu hoang mang sử quán trưởng ngươi đừng có mà lợi dụng chuyện công báo thù chuyện tư không phải chuyện đem ngươi từ huynh đệ biến thành huynh muội chứ ta sai rồi sau đó cười nói vậy thì tốt a à, vì tính mạng của trưởng thôn chúng ta hãy mở một đường đi đám đông lúc này dường như sinh ra ảo tưởng hình như ta nhìn thấy sử quán trưởng cười chính như thế cô ta cưỡng ép hắn rời khỏi thôn sử quán trưởng nhanh cứu trưởng thôn đi nếu không đi thì sẽ không kịp nữa đâu mọi người đêm khuya rồi mọi người mau quay về ngủ đi đám người nghe xong sững sờ sử quán trưởng đây là muốn cướp ngôi làm trưởng thôn sao đám người áo lệ na bên kia vừa mới trốn ra khỏi thôn liền bị dã thú bao vây những con dã thú này vì sao lại cùng tụ tập ở đây chứ vì lòng tham của các người Lúc này cô ta phát hiện có chỗ không thích hợp đem hắn đẩy ra, ngươi là ai? Ta là một vị trưởng thôn, nhưng các ngươi cho rằng ta chỉ là một vị trưởng thôn thì sai rồi. Sau đó ngồi xuống vuốt ve đám dã thú nói người ủy thác là ta, tấm da cừu là do ta vẽ. Lúc này cô ta mới phát hiện mình trúng kế, chỉ cần ngươi cho bọn ta một con đường sống, ngươi đưa ra yêu cầu gì bọn ta cũng có thể đáp ứng. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Vậy mọi người cùng nhau làm vợ ta gia nhập vào trong hậu cung của ta đi. Ai biết được các cô ấy cùng nhau treo cổ tập thể, có thể chết nhưng không thể bị làm nhục, bọn ta chọn cái chết sau đó dùng chân trực tiếp đá tảng đá ở dưới chân đi trong lòng hắn lúc này có biết bao nhiêu khó chịu vãi các ngươi chết cũng không muốn làm vợ ta nếu như không lấy được trái tim của các ngươi vậy thì lấy người của các ngươi sáng sớm ngày thứ hai đám ngươi vây lại xem thông báo có phải là trưởng thôn hay không có phải sự quán trưởng là trưởng thôn mới không lúc này hoàng tuyền đắc ý nói đừng đoán mỏ trên đó viết rằng trưa nay trưởng thôn có chuyện cần thông báo tại quảng trường của thôn hôm qua vô giới đại nhân cứu ta nhưng ta phát hiện đám lính đánh thuê thế mà lại có một tấm bản đồ vị trí của thôn đã bị lộ từ trước đến nay dãy núi hoành đoạn luôn ngăn cách sự giao tiếp giữa hai lục địa đông và tây hầu như không ai có thể vượt qua dãy núi hoành đoạn để đến phía bên kia của đất nước vì vậy bây giờ ta lấy thân phận trưởng làng thuê các ngươi đi theo con đường thương mại trên bản đồ nếu như bản đồ là thật hãy ra ngoài điều tra thông tin về các quốc gia khác sau khi người chơi hoàn thành một số nhiệm vụ cuối cùng có thể rời thôn tân thủ để đi xem thế giới bên ngoài mọi người kích động nước mắt giàn ruộng cuối cùng ta cũng không phải chặt thịt lợn ta cũng không cần phải tính sổ sách mà lúc này ái ất thủy càng có tinh thần chiến đấu ta muốn làm thịt rồng tuyệt vời lúc này vương ra hỏi trưởng thôn những tên lính đánh thuê kia họ còn quay trở lại không sao ngươi luôn hỏi đến điểm mấu chốt vậy sau khi hắn vỗ tay những người lính đánh thuê trước đó đã xuất hiện mặc dù ai cũng bị một chiếc khăn tắm quấn xung quanh nhưng cơ thể của bọn họ vẫn hiện ra rõ ràng sau đó khuôn mặt thạnh thùng nói chào mọi người nhìn thấy toàn bộ cảnh này mặt của ái ất thủy và hoàng tuyền đều đỏ lên phân khích đến chảy máu mũi trưởng thôn biến thái chuyện tốt như vậy lại không gọi ta mà lê lê Tì mang bộ mặt ghét bỏ lùi ra xa hắn vội vàng giải thích hôm qua đại nhân đã sử dụng ma thuật mất trí nhớ bọn họ hiện tại đều trở thành bạn của chúng ta rồi đám người trước tiên là một trận im lặng sau đó ào ào thảo luận vì sao trưởng thôn để cho vô giới muốn làm gì thì làm lẽ nào hai người bọn họ là gay sao sau khi hắn nghe được tức giận không thôi các ngươi nói xấu mà không ngại sao trong não đều nghĩ cái gì vậy sau đó thở dài một hơi nói quay lại chuyện chính hiện tại cơ chế chuyển nghề đã mở ra tiếp đó trước mặt tiên phong thuẫn xuất hiện lời nhắc nhở có muốn thay đổi nghề nghiệp hiện tại thành lính đánh thuê hay không sau khi nhấn xác định thông tin của tiên phong thuẫn hiện ra màn hình trong võ quán một đám người chen trúc ở cửa võ quán nói xin hãy dạy võ công và truyền nghề cho bọn ta sử ca chỉ vào bên cạnh nói vấn đề chuyển nghề thì xem bên kia Đám người nhìn vào tấm thẻ, trên đó viết các loại nghề nghiệp có thể chuyển nghề và có yêu cầu thuộc tính và kỹ năng trước khi chuyển nghề. Leleti Lê Lê hỏi có nghề nào ẩn nấp hay không? Nghề ẩn nấp chính là trở thành vợ của trưởng thôn. Nam nữ không giới hạn sống là được, cùng trưởng thôn hôn trong 15 phút là có thể hoàn thành chuyển nghề, mà nghề này với các nghề khác không xung đột. Lê Lê Ti nghe xong nôn ọe, nghề ẩn giấu này cũng thế mà thôi, trong phòng ngủ Thái Bạc Nhĩ đang nghiên cứu bản đồ, lúc này bà chủ xuất hiện mà hắn hoàn toàn không hoảng loạn, hiện tại hắn đang làm việc để xem ngươi có thể làm gì khác, ai biết được cô ngay lập tức kéo hắn ra, sau đó giơ tay lên lúc này hắn bắt đầu hoảng loạn, ngươi muốn làm cái gì, bang một tiếng chính là một cái tát mạnh. Hắn xoa mặt tủi thân, ta không hiểu sao lại đột nhiên đánh ta, mà cô ấy không nói gì liền đánh ta, hắn chỉ giấu tay trên mặt nói ngươi cứ vài giây lại cho ta một cái bạt tai, đây chính là minh chứng mà cô lại nói dữ liệu sai trong lòng hắn tức giận rốt cuộc là hắn nhìn ra rồi cô ấy chỉ là đơn thuần muốn đánh ta người chơi nại sắt ít hỏi cuối cùng cũng sắp bắt đầu thêm người chơi mới bọn ta lần này muốn tìm kiếm những người tích cực và có trí cầu tiến hơn nữa phải có kiến thức công nghiệp nhất định đợi chút bà chủ chúng ta là tuyển chọn những người chơi không phải là tuyển chọn tài năng cấp cao mà bà chủ nghiêm túc nói thái bạc nhĩ ngươi không hiểu sao trong nại sắt thần linh chỉ dẫn vận mệnh chúng sinh lại ngăn cản sự ra đời của vị thánh mới bọn họ quyết định sự hương thịnh của quốc gia và đất đai dùng tín ngưỡng vô tận đấu tranh bọn họ chỉ là một đám người ký sinh chuyên nghiệp vào nguồn gốc của thế giới vì vậy nếu ngươi muốn tạo ra một thế giới nơi chiến tranh chấm dứt hòa bình ngự trị trước tiên chúng ta phải trục xuất đám thế lực cũ được gọi là thần này mà muốn trục xuất đám thần linh này trước tiên cần phân bố thế lực của ngươi chơi trong nại sắt thật rộng rãi khiến cho xúc tu của hệ thống đến từng tức trong không gian của nại sắt cuối cùng thay thế địa vị của nại sắt ở trong dãy núi hoành đoạn thái bạc nhĩ và bà chủ đang dựa vào bản đồ mà thăm dò bà chủ loại chuyện này giao cho sử ca là được rồi vì sao còn muốn ta tự mình tới đây thăm dò chứ làm nhân viên của nại sắt có nghĩa vụ đem bản đồ của trò chơi hoàn thành như vậy làm cho người chơi có trải nghiệm tốt hơn được rồi ngươi là bà chủ nói gì cũng được sau đó hắn dựa vào bức tường để tìm kiếm lúc này sở thấy một đồ vật kỳ lạ hắn hiếu kỳ liền ấn xuống mà bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đá dọa hắn lùi lại phía sau thái bạc nhĩ không phải là ngươi sợ tôi chứ bà chủ ta phát hiện ra một mật đạo bà chủ mở tấm bản đồ ra xem đường mật đạo này không hiển thị ở trên bản đồ của bổn hệ thống chúng ta tiến vào để hoàn thành bản đồ đi trực tiếp đem việc thăm dò này thành nhiệm vụ cho người chơi không được sao không phải là ngươi sợ chứ nói đùa ta là pháp sư tử linh lòng can đảm rất lời còn chưa dứt trước mặt đột nhiên xuất hiện một oán linh xém chút nữa dọa hắn sợ hết hồn hắn vội vàng ôm lấy bà chủ run rẩy nói ở kia có oán linh mà oán linh kia cũng đã biến mất trở thành pháp sư tử linh những lòng dũng cảm của ngươi cũng chẳng ra gì cho dù là xuất hiện một oán linh nhưng với tư cách là thần tử linh vì sao lại sợ hãi như vậy hắn vừa nghe xong liền không phục ngươi đây là đang kỳ thị dựa vào cái gì mà pháp sư tử linh không sợ ma chứ bà chủ nhìn hệ thống nói đi đến phần cuối cũng không phát hiện ra cái gì mà lúc này hắn cũng đang dùng hệ thống để kiểm tra trong đất dưới 300 trăm không có vấn đề gì sau đó chính là một chuyện cuối cùng đi xuống khỏi người của bổn hệ thống cơ hội tốt như vậy không thể ôm nhiều một chút bà chủ ở đây quá nguy hiểm trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này thì ta sẽ xuống trong thế giới nại sắt ngươi đừng xem mọi người trong thôn tân thủ an cư lạc nghiệp mà bên ngoài lại là cảnh tượng khác sau khi vài người tiến vào trong thành phố jera morgan cảnh tượng trước mắt khiến cho người chơi không dám tin trong mùa đông lạnh giá mọi người chỉ có thể dùng bộ quần áo ít ỏi và đống lửa để giữ ấm thậm chí đói liền trực tiếp bắt lấy chuột sống để ăn trên tường treo lệnh truy nã lúc này một cô bé túm lấy tay áo của leleti leleti nhìn thấy cô bé đáng thương như vậy bèn cho cô bé một ít thức ăn nhìn thấy thức ăn cô bé không chờ đợi nổi liền ăn nó lúc này có người xông về phía cô bé trong miệng còn kêu lớn đưa cho ta ngươi đem thức ăn trong tay ngươi đưa cho ta lê lê ti trực tiếp cho người kia một đòn hắn ta nhìn thấy không phải đối thủ trực tiếp bỏ chạy mà cô bé khóc nói ngươi kia là bố của em lê lê ti nghe xong không dám tin hiện tại tình cảnh khó khăn đến mức đi cướp đồ ăn của con gái rồi sao nhưng cha đã sớm không quan tâm đến sự sống chết của mẹ con em lê lê ti nhìn thấy cảnh tượng vậy ôm cô bé vào trong lòng an ủi sau đó một đám người bao vây bọn họ trong đám người xuất hiện một người đàn ông, hắn ta hỏi các ngươi là người của đội lính đánh thuê gấu xám đúng không? Hoàng Tuyền lắc đầu nói bọn ta là thợ săn ở bên ngoài thành, không phải thì tốt các ngươi mau rời khỏi nơi này đi, nơi này đã không còn thích hợp cho người sống. Lê Lê Ti nhìn cô gái nhỏ quyết tâm đưa cô bé về nhà, vậy để ta mang các ngươi đi, trong bãi cỏ không cẩn thận sẽ đi vào hố bẫy và chỗ chết, cứ như vậy ngươi kia dẫn đám người đi. Lúc này Hoàng Tuyền hỏi, đại thúc trong thành phố này xảy ra chuyện gì vậy? Không phải thành phố này mà là cả quốc gia, đám ngươi nghe xong khiếp sợ quốc gia này đúng vậy công quốc connell hai năm liên tiếp hạn hán mất mùa lương thực dự trữ của người dân cũng đã cạn kiệt vào năm ngoái nước láng giềng công quốc aslan và công quốc Syria lại trong chiến tranh lương thực không thể vận chuyển một số hầu tước trong công quốc dường như đang chuẩn bị cho chiến tranh và từ chối phân phát lương thực để cứu trợ thiên tai cuối cùng bá tước đã thuê đội lính đánh thuê gấu xám để đàn áp những người tị nạn hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người dân lúc này cô bé nhìn thấy mẹ đang nằm trên đất thế là trực tiếp chạy tới mẹ con đã tìm được thức ăn rồi mẹ mau tỉnh đi nhưng gọi đến nửa ngày cũng không có phản ứng cuối cùng chỉ có thể bất lực khóc nức nở lúc này lại có một đám người bao vây bọn họ người đàn ông dẫn đường đằng trước buộc tóc lên đột nhiên hoàng tuyền phản ứng lại ngươi là risley trong lệnh truy nã vốn dĩ ta định cướp đi lương thực và trang bị của các ngươi sau đó đem thi thể cho chó ăn nhưng xem ra các ngươi không giống những tên lính đánh thuê vô tâm kia tiếp đó sắc mặt trầm xuống nói hiện tại đột nhiên ta nghĩ ra cách mới mỗi người đều có lúc tinh thần hang hái mà hắn với thân phận là trưởng thôn trước kia cũng như vậy nhưng kết cục lại buồn bã bi thương trong nhà trưởng thôn Leleti đem mọi ngóc ngách kể cho hắn nghe một lần, cái người tên Rizklet là người cầm đầu quân nổi dậy trong thành phố Gera Morgan, mà hắn mời chúng ta gia nhập quân nổi dậy. Đúng vậy, trong vài ngày này bọn họ sẽ tấn công lâu đài Humphrey của thành phố Gera Morgan, cướp lấy vũ khí và lương thực. Vậy nếu lật đổ bá tước của Gera Morgan xuống vậy thì sẽ do ai cai trị? Mà bá tước Gera Morgan chỉ phụ thuộc vào hầu tước Similu, lật đổ đội quân Similu của hắn rồi các ngươi có cách đối phó sao? sau khi nổi dậy thành công nếu không đủ lương thực có cần tiếp tục càn quét các thành phố khác không mà lê lê Tì nghe xong không kiên nhẫn giúp hay không thì nói một câu ngươi chưa nhìn qua những người dân phải chịu khổ cực cho nên ngươi căn bản không biết sau đó quay người rời đi lúc này bà chủ xuất hiện nói ngươi không phải là một người nhiều lời có thể nói xem nguyên nhân mà ngươi vừa mới lải nhảm là gì không hắn mang khuôn mặt hờ hững nói trước kia ta cũng giống như bọn họ cho rằng trực tiếp có thể thổi tù chống lại kẻ mạnh kết quả bị khai trừ quốc tịch không còn là người britannia chính vì nguyên nhân nhàm chán này mà mà mất đi thân phận học đệ của học viện vinh quang mất đi cơ hội trở thành pháp sư của quốc gia cuối cùng chỉ có thể bắt đầu lang thang tiếp đó đứng lên hỏi bà chủ ngươi cho rằng cách của bọn họ thích hợp không nhưng bà chủ không trả lời hắn bổn hệ thống chỉ quan tâm kết quả hơn nữa sẽ chỉ trong nại sắt làm thần linh bảo vệ tất cả mọi người mọi người đang cùng nhau tụ tập tại quảng trường của thôn tân thủ mà lê lê ti còn đang nói xấu thái bạc nhĩ hắn đột nhiên xuất hiện phía sau lưng dọa cô sợ đến mức nhảy lên nói xấu sau lưng người khác là không tốt Hắn mở hệ thống ra nói: "Ta vốn định trao phần thưởng cho ngươi vì đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, nhưng các ngươi đi quá vội." Khuôn mặt Hoàng Tuyền tràn đầy sự kỳ vọng: "Là phần thưởng gì vậy?" "Phần thưởng chính là ta có thể cùng các ngươi tham gia hoạt động nổi dậy ngu xuẩn này." Đám người nghe xong sắc mặt ngay lập tức đen lại: "Ngươi là tới tăng thêm độ khó cho trò chơi sao?" "Ai nói ta chính là vú em vô song? Các ngươi chiến đấu nhất định sẽ bị thương, đến lúc đó các ngươi sẽ biết sự tuyệt vời của ta." Lúc này trò chơi hiện ra chỉ thị nhiệm vụ chiến dịch đốt cháy Gera Morgan bên trong hang ổ của đội lính đánh thuê gấu xám một người cầm theo một túi tiền đồng nói bọn chúng có 44 người tới thứ bọn chúng dùng thật sự là tiền đồng tốt đội trưởng của đội lính đánh thuê hỏi hiện tại bọn chúng đang ở đâu có lẽ là tiến vào khu vực bãi cỏ rồi một người khác nghe xong liền suy nghĩ lẽ nào bọn chúng có mối liên hệ với Rizvik. lúc này đội trưởng nói nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ đành sử dụng một số thứ bẩn thỉu sau đó phân phó cho tiểu đệ nói ngươi đi giải quyết chuyện này đi để cho hắn ta trải nghiệm một chút năng lực của ngươi bên trong đại danh của quân nổi dậy Hoàng Tuyền giới thiệu với quân nổi dậy trưởng thôn là thầy trị liệu rất mạnh, có thể nhanh chóng chữa trị được vết thương của chúng ta, mà Rizli tỏ ý nghi ngờ bảo hắn thể hiện một chút. Hoàng Tuyền nghe xong rất khó chịu, bọn ta có lòng tới giúp đỡ lại chất vấn trưởng thôn của bọn ta một cách kỳ quái như vậy. Sau đó khuôn mặt mang nụ cười đi lên phía trước, thúc một gối vào tiểu đệ của hắn ta. Cả người hắn không chịu nổi mà run rẩy, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy trứng của mình đã bị vỡ rồi. Cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống đất run rẩy, mời trưởng thôn, một đòn của ta xem ra rất đau thái bạc nhĩ xấu hổ ho vài tiếng sau đó sử dụng thuật trị thương một lúc sau liền chữa khỏi cho hắn ta rồi hoàng tuyền khuôn mặt đắc ý nói trưởng thôn của bọn ta rất lợi hại a à? Rizkli rất tức giận đây chính là nguyên nhân mà ngươi đá vào tiểu đệ của ta sao sắc mặt hoàng tuyền trầm xuống nói vừa nãy không phải ngươi bảo thể hiện một chút sao vậy thì đương nhiên phải để ngươi tự mình cảm nhận một chút mới thích hợp hắn ta tức đến mức không nói nên lời lúc này có một người xông vào nói chuyện không hay rồi đám nhóc của gấu xám đang trên đường tới bãi cỏ trong thành phố Jera Morgan, phó đội trưởng của gấu xám đang cầm cung đứng trên tường thành mà ở đầu mũi tên có ngọn lửa đang bốc cháy. Cô ta chỉ về phía bãi cỏ nói hội gửi tới chút ấm áp, mũi tên bắn xuống bãi cỏ cháy hừng hực, trong thành phố lửa cháy ngút trời, người dân bắt đầu chạy về từ phía. Thủ lĩnh chuyện không hay rồi, lửa do bọn chúng đốt hoàn toàn đều đang cháy lên. Rizgrid nghe xong sắc mặt liền đen lại, bọn họ lại dám phóng hỏa, ỉ mạnh hiếp yếu, đã có vài huynh đệ bị thương nghiêm trọng. Thủ lĩnh hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Rizklis nói trưởng thôn có thể giúp các huynh đệ chữa trị vết thương không? Đương nhiên là không có vấn đề gì. Vị huynh đệ này hãy dẫn đường cho ta. Trên đường đi người kia nói cách trị liệu thần kỳ mà ngươi dùng thật lợi hại. Xin hỏi ngươi tin vào vị thần linh nào? Một vị thần linh không có tiếng tăm, ngay cả một tín đồ cũng không có. Lúc này cậu ta lại hỏi trưởng thôn ngươi chỉ biết trị thương thôi sao? Nếu như phép màu có tính tấn công thì cuộc nổi dậy của chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn ta chỉ biết trị liệu thôi lúc này hắn phát hiện ra có gì đó không thích hợp hướng này không đúng cảm thấy tiếng nói của mọi người cách chúng ta ngày càng xa lúc này hắn ta chỉ vào máy bay bên cạnh nói thái bạc nhĩ ngẩng đầu lên nhìn như thế nào mà hắn tại lại cầm lấy cây gậy đánh lén sau lưng một gậy đánh xuống làm cho thái bạc nhĩ ngất đi người kia gỡ tóc giả ra nói trưởng thôn tôn kính đội lính đánh thuê chào đón ngươi ai biết được hắn vừa mới tham gia quân nổi dậy còn chưa đến nửa ngày kết quả lại bị trộm rồi sau khi đám người dập xong lửa hoàng tuyền và ái ất thủy tức giận chỉ biết đánh lén đây không phải là không có khả năng sao lúc này vương gia hỏi nói đến đây trưởng thôn đâu nhất định là ở chỗ nào đó thừa nước đục thả câu làm biếng rồi rizklit lại phát hiện ra có chỗ không đúng thế là bèn hỏi tiểu đệ vừa nãy có huynh đệ bị bỏng sao mặc dù gấu xám tấn công mạnh mẽ nhưng chúng ta không có ai bị thương cả địch pháp sư che mặt không biết nói gì lại bị bắt đi rồi Ái ất thủy nhịn cười nói đại sư huynh sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi, hoàng tuyền chỉ vào Atula nói không phải sư phụ đang ở đây sao, cả người Atula rất tức giận, Bát hầu nhìn vi sư thu phục các ngươi lúc này rizglit hoảng sợ trưởng thôn của các ngươi bị trộm mất các ngươi không lo lắng sao đám người nhìn nhau cười thái bạc nhĩ ở bên kia dần dần mở mắt ra phát hiện tay của mình bị trói lại rồi có một cô gái tóc hồng đang ngồi trước mặt ở đây là đội lính đánh thuê gấu xám sao cũng không ủng việc hắn giả vờ chóng mặt hôn mê ngươi là mục sư kia sao chỉ nhìn thấy người nói là một ngự tỷ tóc đỏ dáng người cũng tương đối tốt nhìn thấy vậy hắn mở cờ trong bụng máu mũi không kìm được mà chảy xuống hắn cởi dây thừng ra lau máu mũi sau đó trực tiếp đi về phía mỹ nữ tóc đỏ những người khác nhìn thấy vậy muốn tiến lên ngăn hắn lại, hắn xua tay một cái, lan sóng từ cơ thể tỏa ra xung quanh đánh bay tất cả các cô. Đi lên chính là một bức tường. Ta là vú em kia, ta đại diện gấu sám muốn thuê các hạ trở thành mục sư của đội lính đánh thuê, tiền bạc mỹ nữ đều có. Hắn nằm lấy cầm cô ta nói tiền bạc mỹ nữ ta đều không cần, ta chỉ cần ngươi. Mà sắc mặt cô ta liền đen lại sau khi cách xa hắn liền muốn nôn ra. Trong lòng hắn đau đớn, là ta quấy nhiễu ngươi sao? Vậy ta đi. Lúc này tiểu đệ của cô ta chạy vào nói, đội trưởng, đám dân lưu lạc kia đánh tới đây rồi người kia đem hắn đẩy ra nói đám kém cỏi kia sao có thể đánh tới đây chứ có một nhóm người được trang bị tốt không sợ chết lao về phía trước các huynh đệ của chúng ta ngăn không kịp người kia nghe xong trực tiếp túm lấy cổ áo của hắn nói đây có phải là âm mưu của các ngươi hay không lời vừa dứt thì cửa lớn liền bị đá ra một đám người chen vào trưởng thôn bọn ta tới cứu ngươi đây đám người vừa tiến vào nhìn thấy cô ta đang túm lấy cổ áo của hắn mang tư thế muốn đánh người cô ta trực tiếp buông hai tay ra nói trước tiên các ngươi bình tĩnh ta không hề làm gì trưởng thôn của các ngươi mà hắn khoác lên mình vẻ yếu ớt, đáng thương và bất lực nói cuối cùng các ngươi cũng tới đón ta rồi, ta đợi ở đây rất khổ cực. người kia nghe xong tức giận đánh một cái. ta đã làm gì ngươi chưa? ngươi giả vờ cái gì? ngươi xem cái người này hắn nhanh chóng đứng dậy, cho hai tay lên đỉnh đầu. ngươi cho rằng đây là trùng boss muốn phóng to ra sao? không ngươi sai rồi cô ta đang đầu hàng. không nghĩ đến a, à, ta có thể giúp các ngươi tấn công lâu đài Humphrey nhưng các ngươi phải tha cho bọn ta. đám người thương lượng một chút quyết định đồng ý yêu cầu của cô ta trong lâu đài Humphrey đám người đã tới bên dưới thành đám binh sĩ trên thành nhìn đám người bọn ta bắt đầu vội vàng đứng dậy đám dân lưu lạc này muốn làm cái gì đám người bởi vì cây cầu dây mà không có cách nào tấn công thành được địch pháp sư hỏi vương gia khoảng cách như này có thể bắn được vào dây xích sắt không không có vấn đề gì nhưng sức tấn công quá yếu mà địch pháp sư lấy ra một bình thủy tinh nói đem nitroglycerin này buộc vào đầu mũi tên đi vương gia nghe xong kinh ngạc thật giỏi ngay cả thuốc nổ cũng có thể làm ra tiếp đó vương gia dương cung tên và kéo dây cung sử dụng thuật ưng nhãn nhắm chuẩn mục tiêu hai mũi tên nhọn mang theo thuốc nổ bay về phía xích sắt đùng một tiếng tiếng nổ dữ dội dây xích sắt cũng bị nổ tung ra cây cầu rơi xuống quân nổi dậy trực tiếp xông vào bên trong thấy vậy tên thủ lĩnh binh sĩ trên thành nhặt cung tên bắn về phía tiên phong thuẫn một mũi tên trúng ngay trước ngực của tiên phong thuẫn Thái Bạc Nhĩ lập tức rút mũi tên ra Sau đó dùng thuật trị thương chữa trị cho tiên phong thuẫn Khi người đàn ông kia lại lần nữa dương cung ra để ngắm bắn Phát hiện tiên phong thuẫn vẫn còn sống Hắn sợ đến mức tưởng mình nhìn thấy ma Làm sao thứ này có thể sống lại Trong phủ bá tước Quản gia đem tình huống nói lại một lần cho bá tước nghe Bá tước hết hy vọng rồi vứt bỏ Gera gandhi mà bà tước đen mặt nói ta đi rồi làm sao có thể giải thích với hầu tước similu đây quản gia nhíu mày nói giữ lại đồi xanh không sợ hết củi hơn nữa tam tiểu thư còn nhỏ như vậy bà tước nhìn con gái của mình quyết định trước tiên quay về tìm quân cứu viện lúc này quản gia rút con dao găm ra trực tiếp đâm bà tước một dao bà tước miệng phun ra máu tươi ngã xuống đất tại sao bởi vì ngươi khiến cho ta rất thất vọng sau đó túm lấy con gái của bá tước ta sẽ không giết con gái của ngươi con bé là món quà tốt nhất mà ta quy phục nước thủ địch ở bên kia sau khi thái bạc nhĩ sử dụng thuật trị thương làm tiên phong thuẫn sống lại nói nghỉ ngơi một chút ngươi đã chết ba lần rồi hắn ta đứng dậy nói ta tiếp tục vào trận cảm ơn trưởng thôn sau đó lấy ra con dao lớn xông về phía trước chính vì thế mà quân nổi dậy chiếm được lâu đài Humphrey. sau khi tìm được kho thóc mọi người nhóm lửa bắt đầu nấu cơm hơn nữa người chơi còn thành lập ra hội Jera Morgan bởi vì đám người chỉ quen Rizklitz cho nên cơ bản đều do hắn ta lãnh đạo. Sau khi xử lý xong chuyện người chơi quay về thôn tân thủ chuẩn bị ngoại tuyến, cô gái tóc hồng này mạnh bao nhiêu, một đòn tấn công bình thường cũng đem người chơi đánh thành tơ máu. Chính là vừa này quản gia địa trung hải đâm chết bá tước đang chạy trốn, lúc này một quả cầu lửa tấn công về phía ông ta, đùng một tiếng sau lưng của ông ta xảy ra vụ nổ lớn. Trên người đầy vết bầm tím ngã xuống đất, sau đó một cô gái tóc hồng đi về phía ông ta, tiếp đó hỏi xe ngựa phía sau lưng không sao chứ. Vi Vi mặt đầy nước mắt nói chính là Lít thúc tự tay giết chết cha của ta, sau đó hỏi xin hỏi tỷ tỷ đây là tới cứu ta sao? Cô gái tóc hồng hành lễ nói, ta là con gái thứ hai của hầu tước Similu, cử nhân lửa khói tốt nghiệp học viện Crow, thất đẩy Similu, sau đó xe ngựa đi đến dưới thành Jera Morgan. Django ở trên xe nói con gái thứ hai của hầu tước Similu thành chủ tân nhiệm của Jera Morgan đã tới rồi, quân đảo chính trong thành đều tước vũ khí đầu hàng, người trên thành nhìn thấy có mấy người chạy tới cười nói những người này là muốn chúng ta đầu hàng đám quý tộc này nằm mơ sao sau đó lấy ra cung tên chuẩn bị bắn thất đẩy nhìn thấy bọn họ không có ý đầu hàng nói django ngươi bảo vệ tiểu thư vivi để một mình ta đi qua là được vivi nhìn thấy thất đẩy một mình đi bèn muốn đi theo thất đẩy sờ đầu cô bé nói cảnh chết chóc không dành cho những cô gái quý tộc chính vì vậy cô ta một mình đi tới trước cổng thành mà cổng thành đã bị chặn bởi một đống hòm chỉ nhìn thấy cô ta giơ pháp trượng trong tay lên trong miệng niệm một câu thần chú xung quanh không ngừng xuất hiện những phù văn thần bí đồng thời phù văn ở xung quanh cô ta sau đó hai tay nắm chặt pháp trượng hướng về phía cổng thành năng lượng đỏ xung quanh không ngừng ngưng tụ về phía pháp trượng người trên thành nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy không tốt thế là ào ào dương cung bắn tên chỉ nhìn thấy vô số mũi tên bay về phía thất đẩy mà pháp trượng trong tay thất đẩy phát ra ánh sáng sau đó trong nháy mắt cháy lên ngọn lửa dữ dội mũi tên bay đã bị ngọn lửa thiêu dụi thành cho người trên thành nhìn thấy vậy đều ngây ngốc đây là loại ma pháp gì tuy nhiên còn chưa chơi xong chỉ nhìn thấy pháp trưởng vẫn như cũ phát ra ánh sáng năng lượng xung quanh đang ngưng tụ sau đó một ánh sáng đỏ bắn về phía cổng thành cổng thành trong nháy mắt bốc cháy dữ dội lúc này đám người chơi từ cổng thành ào ào chạy ra Vương gia nói có lẽ là pháp sư bí ẩn trong thế giới này. Sau đó bọn họ dừng lại ở cổng thành, chỉ nhìn thấy ba người thất đẩy ung dung đi vào trong thành. Thất đẩy nói các ngươi đã bị ba bọn ta bao vây rồi buông vũ khí xuống đầu hàng đi. Lelety Lê Lê rất coi thường, đi lên muốn cùng pháp sư này cận chiến, mà thất đẩy không hề hoảng loạn, tay vung lên. Trong nháy mắt Lelety Lê Lê bị lửa lớn bao quanh, bục một tiếng ngã xuống đất. Lúc này cô ấy bởi vì vết thương quá nặng mà hôn mê hệ thống hiển thị ra Lê Lê Ti đang ở trạng thái sắp chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì khiến cho lão đại hoàng tuyền đẫm nước mắt nói với tiên thuẫn phong, nếu như ta là một cô gái ta nhất định sẽ yêu ngươi, chính lúc vừa nãy người chơi gặp phải kẻ thù mạnh nhất từ trước tới nay. Bọn họ tùy ý tấn công một đòn đánh Leleti tới mức cạn máu, sau đó minh ngang tiến vào trong thành, lúc này có hai kẻ mặt áo rồng muốn tiến lên đánh lén. Sau khi Django phát hiện cô ấy ngay lập tức ngồi xuống ôm chặt lấy Vivi, chính vì vậy tránh được đòn đánh lén. Tiếp đó cô lại nhân cơ hội tóm lấy vũ khí của hai tên kia, hai người kinh ngạc đến ngốc thế là bèn dùng sức kéo lại vũ khí, nhưng vũ khí không hề động đậy. Cuối cùng Django dùng lực trực tiếp bẻ gãy vũ khí, sau đó ném về phía hai người họ chính vì vậy cả hai người áo rồng đều chết. Lúc này Kim đi tới hỏi ngươi là võ giả sao, mà cô ta tháo mũ xuống, đúng vậy, hành lễ nói khổ hành giả Django hỏi thăm sức khỏe ngươi, vì sao ngươi phải đội mũ? Đây là nghi thức của khổ nan, chiếc mũ trên đầu là lời cảnh báo cho mọi khổ hành giả, dù bản thân có mạnh bao nhiêu nhưng trên đầu luôn có vận mệnh không thể đoán trước. Mà Kim lại lắc đầu nói ngược lại ta cảm thấy không phải, sau đó hắn nắm chặt vũ khí trong tay, mũ ở trên đầu là nói cho ngươi đối mặt với cường giả phải nhớ cúi đầu. Nói xong hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay tấn công, nhưng dây tiếp theo liền bị đánh bay. Django lúc này mang theo vẻ mặt không biết nói gì, ta còn cho rằng là cao thủ cho nên không có thu sức lực lại, thật là nghiệp chướng. Hoàng Tuyền nhìn thấy vậy sắc mặt liền đen lại, người này sao lại kiêu ngạo như vậy? Ta còn cho rằng hắn ta sẽ làm nổ tung một vũ trụ và có một trận đấu tay đôi đỉnh cao, Tiên Phong Thuẫn cũng tỏ ý tán thành. Vừa nãy còn cho rằng hắn ta sẽ là nhân vật chính, sau đó hai người bắt đầu thương lượng sao thế nào để lần trốn, mà Tiên Phong Thuẫn nói để ta thu hút tầm nhìn của cô ta, các ngươi nhân cơ hội này lần trốn. Hoàng Tuyền nghe xong trong lòng rất cảm động lau giọt nước mắt trên khóe mắt nói, vẫn là ngươi đáng tin, nếu như ta là một cô gái nhất định sẽ yêu ngươi. Câu nói này khiến cho cả người Tiên Phong Thuẫn cảm thấy buồn nôn. Đừng dùng vẻ ngoài con gái của ngươi nói ra tiếng đàn ông, sau khi nhìn thấy đám người rời khỏi Tiên Phong Thuẫn giơ tay lên đầu hàng bọn ta chỉ mà muốn cứu lấy người dân của thành phố Jera Morgan. Bà tước Jera Morgan coi mạng người như cỏ rác. Bọn ta buộc phải nổi dậy. Thất đẩy nói ta thân là cử nhân triều đại Nhật Nguyệt cũng biết sự khác biệt giữa nổi dậy và tạo phản. Đúng là do sự quản lý yếu kém của bá tước Jera Morgan đã dẫn đến nạn đói ở khắp mọi nơi. Mà lúc này tiên phong thuẫn vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần bọn chúng tìm cơ hội. Chính lúc này lời vừa dứt một đám người cầm theo vũ khí tấn công về phía bọn chúng ngươi xem em gái tóc hồng này mạnh bao nhiêu người chơi còn phải thất bại trước cô ta đối với sự tấn công của đám ngươi chơi cô ta không hoảng loạn dơ pháp trượng tích tụ năng lượng chỉ nhìn thấy năng lượng màu đỏ tập trung về phía pháp trượng của cô hỏa ảnh bảo hộ nói xong nhìn đám người chơi cả cơ thể đang bị lửa lớn bao quanh qua một lúc đám người chơi bị cháy đến mức còn sót lại chút máu thất đầy đi đến trước mặt ái ất thủy hỏi các ngươi không sợ chết sao mà ái ất thủy trả lời vốn dĩ là ta rất sợ nhưng trưởng thôn của ta là mục sư cho dù bọn ta chỉ còn lại khúc xương trắng hắn cũng có thể cứu bọn ta cái ngươi gọi là hỏa ảnh bảo hộ, hỏa ảnh kết thúc rồi, sau khi nghe lời ái ất thủy xong cô ta đi tới trước mặt tiên phong thuẫn hỏi lời hắn ta nói là thật sao. Tiên phong thuẫn tỏ vẻ kích động, đúng đúng, hỏa ảnh quả thật kết thúc rồi, thất đầy tức giận trực tiếp cho hắn ta một gậy, cái ta hỏi là mục sư kia, là thật, hắn ta có thể cứu về được. Thất đầy nghe liền có hứng thú thế là bảo tiên phong thuẫn dẫn đường, tiên phong thuẫn thấy bọn chúng muốn miễn phí, chuyện tốt như vậy sao có thể từ chối trong thôn tân thủ lúc này trưởng thôn đang nhìn vào màn hình cười khà khà miệng không kìm nổi mà chảy nước rãi mang bộ mặt chư ca ôm lấy màn hình vợ đều là cợ lúc này hoàng tuyền và vương gia đột nhiên đẩy cửa ra nhưng may mà tốc độ tay hai đời độc thân của trưởng thôn không hề uổng phí hắn cười ha ha nói diễn đàn bách gia này thật hay các ngươi có chuyện gì không hoàng tuyền cũng không phí lời bảo hắn đừng lề mề nữa mau cứu người trước cổng thôn hoàng tuyền nói lại chuyện cho hắn nghe trưởng thôn không hề hoảng loạn nói sợ cái gì chúng ta có vô giới đại nhân trước tiên ta sẽ trị thương cho Lê Lê hai người hoàng tuyền nghe xong bắt đầu lầm bầm ta nghi ngờ rằng trưởng thôn và vô giới đại nhân có mánh khóe chính lúc này tiên phong thuẫn dẫn bọn chúng tới thôn tân thủ trước tiên trưởng thôn không để ý sau đó mở mắt ra nhìn một cái chỉ thấy em gái tóc hồng không chỉ có hoài bão lớn lao mà còn có mái tóc bồng bềnh ngay lập tức cả người trưởng thôn trở nên si mê thớt đầy chỉ vừa mới nói ra mục đích của chuyến đi này liền nhìn thấy trưởng thôn và hoàng tuyền bắt đầu tranh cãi đáng yêu không đây là vợ của ta trưởng thôn nghe xong liền không phục như thế nào lại là vợ của ngươi chính bởi vì hai người cướp vợ mà đánh nhau vi vi bị hai người dọa sợ đến khóc cuối cùng tiên phong thuẫn ngăn hai người lại sau đó chỉ về phía hai người kia nói trưởng thôn hai người này là thất đẩy và Django. thất đẩy đi tới trước mặt trưởng thôn nói nghe nói trưởng thôn là một vị mục sư rất cao siêu ta muốn cùng ngài trao đổi một chút những điều bí ẩn giữa ma thuật và phép màu trưởng thôn nghe xong đây không phải là một cơ hội tốt sao thế là nói đương nhiên không có vấn đề gì chúng ta tới phòng của ta chậm rãi giao lưu nhưng vào lúc này một đòn tấn công lướt qua bên tai trưởng thôn trưởng thôn bị dọa cho sắc mặt đen lại phòng của trưởng thôn thật khó khăn nó vừa được sửa chữa sau khi bị tai bay và gió hiện tại lại bị một lần nữa trưởng thôn nhìn thấy phòng của mình vừa mới được sửa hóa đá tại chỗ rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì mà thất đầy tỏ ý ta chỉ muốn cùng ngươi tỉ thí một chút ta đi chuẩn bị một chút mà trong lòng nghĩ hiện tại nhiều ngươi như vậy không tiện để biến thân đợi đến lúc đó xem ta làm sao thu phục ngươi nói xong quay người rời đi. Thất Đầy nhìn bóng lưng của trưởng thôn mỉa mai nói ta còn cho rằng trưởng thôn nổi danh giỏi như thế nào, không ngờ cũng bình thường. Nghe được những lời này trưởng thôn trực tiếp lảo đảo. Sau đó khóc lóc thảm thiết nói ngươi thành công làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông. Ta trưởng thôn tân thủ thái bạc nhĩ phải dạy ngươi làm người. Thất Đầy nói nếu như không cẩn thận làm ngươi bị thương thì trước tiên ta xin lỗi. Mà trưởng thôn cũng đối đầu với cô ta. Nếu như ngươi có thể làm tổn thương một sợi lông của ta, vốn dĩ thôn coi ngươi là khách quý. Sau đó bảo tiên phong thuẫn mang Lê Lê ti vào trong thôn dưỡng thương. Sau khi đỡ Lê Lê ti hỏi đưa đến đâu mà trưởng thôn cười nói này còn phải hỏi sao đương nhiên đưa đến phòng ta được rồi vậy để ta đưa tới chỗ xử ca quán chủ cứ như vậy trận chiến giữa hai người đang trên bờ vực nổ ra chỉ nhìn thấy thớt đẩy dơ pháp trượng lên dưới chân xuất hiện trận pháp thần bí năng lương xung quanh tích tụ về phía cô qua một lúc ngưng tụ thành năm quả cầu lửa tiếp đó cô ta hạ lệnh năm quả cầu lửa tấn công về phía trưởng thôn ngay sau đó một tiếng nổ lớn nổ ra dựa theo định luật khói vô hại sương khói càng lớn thì mức độ tổn hại càng nhỏ sau khi khói tản đi trưởng thôn không hề bị thương hai người hoàng tuyền bên cạnh nhìn đến ngốc không ngờ trưởng thôn giỏi như vậy đột nhiên nghĩ đến chuyện bị ép buộc tên này tuyệt đối là giả vờ nhìn thấy trưởng thôn không việc gì thất đẩy bắt đầu đòn tấn công thứ hai chỉ nhìn thấy cô ta mạnh mẽ chọc pháp trượng xuống đất dưới chân lại lần nữa xuất hiện trận pháp thần bí mặt đất xảy ra tiếng nổ lớn bắt đầu chia năm xẻ bảy dưới chân trưởng thôn đổ nhiên lún xuống âm một tiếng một ánh lửa phi thẳng lên trời mà chỗ trưởng thôn vừa nãy đã xuất hiện một cái hố khổng lồ lúc này trưởng thôn bay trên trời bắt đầu ngáp tiếp đó tức giận nói đánh nhau thì đánh nhau cũng không biết đem mặt đất chỗ cổng thôn làm thành cái dạng gì nói xong đem mặt đất hồi phục lại như lúc đầu thất đầy bị thao tác của nam chính làm cho sững sờ không nói ra lời tên này rốt cuộc là loại quái vật gì hai người phía sau cũng thành fan bố ý vỗ tay là lúc kết thúc trận chiến nhàm chán này sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy lúc xuất hiện thì đã tới bên cạnh cô gái rồi cô gái mở mắt ra bản thân không sao sau đó quay người bắt đầu châm chọc đòn tấn công của ngươi chẳng qua cũng chỉ là như vậy trưởng thôn cười nói ngươi quá ngây thơ rồi sau đó từ trong túi lôi ra mà sau khi cô gái nhìn thấy sắc mặt liền đen lại cả người đều run rẩy chỉ nhìn thấy trưởng thôn từ trong túi lấy ra một chiếc quần lót ngươi cho rằng mục tiêu tấn công của ta là ngươi sao sau đó trực tiếp mở chiếc quần lót ra trong lòng cô gái có một loại dự cảm không tốt lập tức sờ phần mông của mình khuôn mặt đỏ lên run rẩy muốn nói cái gì lúc này tiên phong thuẫn chạy tới ta đã sắp xếp tốt cho lê lê ti rồi sau đó nhìn thấy một màn này chỉ thấy trong tay trưởng thôn đang cầm một chiếc quần lót màu hồng hoàng tuyền thích thú nhìn máu mũi tuôn trào ra mà cô gái cả khuôn mặt xấu hổ cơ thể phát run tiên phong thuẫn vẽ ra bức tranh trong não lúc này kinh sợ trưởng thôn ngươi đang làm cái gì ta có thể giải thích lập tức đuổi theo tiên phong thuẫn chuẩn bị giải thích lúc này em gái đen mặt nói mục sư ngươi thành công làm ta tức giận nói xong dơ pháp trượng lên đỉnh đầu trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện trận pháp màu tím năng lượng không ngừng tích tụ xung quanh trưởng thôn quay đầu nhìn sau đó cảm thấy không ổn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô gái ngưng tụ thành quả cầu lửa khổng lồ xung quanh còn có vô số xích lửa những cái xích kia trực tiếp hóa lấy trưởng thôn em gái kia sắc mặt trầm xuống nói chết đi nói xong quả cầu lửa trực tiếp từ trên trời bay xuống một ngọn lửa lớn đập xuống trưởng thôn đám người bị đòn tấn công uy lực này dọa sợ không nhẹ lúc hoàng tuyền sắc mặt khó coi nói tiếp theo chúng ta nên chọn ai làm trưởng thôn cô gái kia lúc này mệt đến mức thở hồn hển nhưng vẫn chưa xong chỉ nhìn thấy pháp trượng của cô phát ra ánh sáng tiếp đó lại có vô số đòn tấn công Tiên Phong Thuẫn thấy vậy trực tiếp đốt cho trưởng thôn một nén hương, hai người Hoàng Tuyền cũng khóc lóc. Lúc này truyền đến giọng nói của trưởng thôn, ta còn chưa chết đâu. Khói tản đi trưởng thôn không hề bị thương, hai tay hắn cầm lấy quần lót của em gái tức giận nói làm ta bị thương không sao cả, làm bảo bối nhỏ này bị thương là không được. Mà lúc này cô gái đã mệt đến mức thở hồn hển, Hoàng Tuyền và mọi người đều khiếp sợ, không ngờ ra mặt của trưởng thôn dày như vậy. Trưởng thôn thần không biết quỷ không hay trộm lấy quần lót của em gái, thậm chí vô số đòn tấn công của em gái cũng không bị thương, khiến cho đám người bên cạnh kinh ngạc đến ngốc sau đó bắt đầu điên cuồng tưởng tượng chỉ nhìn thấy vô giới và trưởng thôn hai người nhìn nhau thâm tình vô giới dịu dàng nói với trưởng thôn sức lực của ta ngươi tùy ý dùng vương gia kích động tỏ ý thật tuyệt vời vẫn là ngươi biết mà tiên phong thuẫn cảm động đến mức nước mắt đầy mặt trưởng thôn vì bảo vệ chúng ta mà bán đi mông của mình mà lúc này hoàng tuyền ngứa ra mặc dù ta không hiểu nhưng ta rất chấn động lúc này thớt đẩy ngồi dưới đất ta thua rồi sau đó trưởng thôn đi lên phía trước duỗi tay ra mà thớt đẩy cả khuôn mặt xấu hổ cho dù muốn an ủi ta cũng không cần xoa đầu a à kết quả trưởng thôn thì lý trí sụp đổ sau đó trực tiếp dùng kỹ năng của mình giấc mộng tử linh kỳ diệu tiếp đó thớt đẩy dần dần hôn mê lúc này cô từ trong giấc mộng tỉnh dậy chính là lúc mà cô đang học tiểu học tiếp đó trải qua cấp 2, cấp 3 trực tiếp đến đại học hôm nay bạn cùng phòng của cô bị một tên cha nam vứt bỏ sau đó thớt đẩy túm lấy tay bạn cùng phòng đi tìm cha nam không ngờ rằng cha nam lại là trưởng thôn nhưng điều này quả thực rất phù hợp với tính cách của trưởng thôn chỉ là khiến người khác không ngờ đến tiểu tam lại là hoàng tuyền điều này khiến người ta khi nghĩ đến thật đáng sợ rốt cuộc là hoàng tuyền phụ trách Chính lúc mà Thất đẩy chuẩn bị giúp bạn cùng phòng lấy lại chỗ, cha nam trực tiếp đẩy ngã cô khiến cô không cẩn thận ngã xuống đất. Lúc tỉnh lại lần nữa đã quay về hiện thực nhìn thấy trưởng thôn không nói gì liền trực tiếp cho một cái tát. Lúc này trưởng thôn sững sờ ngươi đánh ta làm gì, sau đó Thất đẩy chỉ vào Hoàng Tuyền nói tiểu tam, điều này khiến Hoàng Tuyền sững sờ. Mà trưởng thôn nghĩ cái tên này nhất định là mơ đến nội dung cẩu huyết nào đó, lúc này não của cô truyền đến một trận đau đớn, tiếp đó ký ức trong giấc mộng xuất hiện trong não cô, ngươi làm gì ta? Mà Trưởng thôn cười nói, "Ta cho ngươi trải nghiệm thời gian của người trái đất, ngươi hiếu kỳ thế giới của bọn họ không?" Sau đó cô nghĩ lại tất cả những gì trong mơ, khoa học kỹ thuật của thế giới đó không gì sánh được, sợ rằng ngay cả vương quốc Pháp Lang cường quốc về công nghệ hơi nước cũng khó cạnh tranh nổi, lúc này Trưởng thôn nói bọn họ chính là đến từ thế giới kia, Thất Đầy vội vàng nói, "Ta muốn hiểu rõ về nền văn minh kia." Trưởng thôn nhìn thấy vậy cười, sau đó một bản thỏa thuận xuất hiện trước mặt cô, "Ta đại diện lại sát thuê ngươi trở thành nhân công của bổn hệ thống, ta muốn ngươi giúp những người muốn chuyển nghề thành pháp sư học ma thuật." Người xem trưởng thôn chơi vui biết bao nhiêu, phần thưởng của người chơi lại là hầu gái ở quán cà phê, rốt cuộc phần thưởng này là dành cho ai hắn không nói, người hiểu đều có thể hiểu. Chính vừa nãy dưới sự cố gắng của trưởng thôn em gái cuối cùng cũng ký khế ước, lúc này trưởng thôn nhìn trộm đám người sau lưng Điều này khiến hắn rất khó chịu nếu như không có những tên này ta có thể bảo cô ấy trở thành vợ của ta. Sau khi thất đẩy ký khế ước đám người vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng có thể chuyển sang nghề pháp sư rồi, giải quyết xong chuyện vài người muốn rời đi. Mà trưởng thôn cũng cầm quần lót vẫy tạm biệt cô ta, đây là muốn đi sao, kỳ thật có thể vào trong phòng ta để ngồi. Thất đẩy thấy vậy dừng bước chân lại, sau đó quay người tạo ra ngọn lửa ma thuật trực tiếp thiêu cháy chiếc quần lót trong tay trưởng thôn. Trong lòng trưởng thôn không biết có bao nhiêu khó chịu, thật keo kiệt ngay cả vật kỷ niệm cũng không cho giữ lại. Trong võ quán sau khi Lê, Lê tỉnh dậy, cả người cô sững sờ vội vàng chạy ra bên ngoài lúc này đám người đang tụ tập ồn ào lê lê ti chạy đến trước mặt mọi người mới phát hiện ra mọi người không sao mà ai ất thủy chạy tới nói có thể có chuyện gì chẳng qua là bị vị pháp sư lửa kia thiêu tại chỗ mà thôi điều này dọa cô sợ không nhẹ lúc này vương gia đi tới nói ngươi đừng hù dọa cô ấy ngược lại có trưởng thôn ở đây ai mà chết được đột nhiên trưởng thôn xuất hiện bên cạnh hoàng tuyền dọa sợ cô sau đó nói lần này nhiệm vụ hoàn thành vô cùng tốt vì vậy để thưởng cho mọi người ta đã chuẩn bị một bất ngờ đám người nghe xong kích động đặc biệt là vương gia là mời bọn ta tham gia hôn lễ của ngươi và vô giới đại nhân sao trưởng thôn nghe xong tức giận sau đó búng tay đám lính đánh thuê vốn dĩ đã rời đi xuất hiện nhưng lúc này bọn họ đang mặc bộ đồ hầu gái từng người mang trong lòng trí lớn nhìn ra rất đáng yêu chỉ nhìn thấy hai em gái hầu gái sắc mặt hồng hào khuôn mặt xấu hổ nói chủ nhân hoan nghênh về nhà điều này khiến đám người đều ngây ngốc lúc đó trưởng thôn độc thoại nói ta ở trong thôn đã tạo ra quán cà phê hầu gái hầu gái ở đây là do ta tự tay giày công chỉ dạy nhưng bọn họ không hề nghe lời trưởng thôn nói đẩy theo hầu gái và chuồn đi chuyện này khiến trưởng thôn rất tức giận đám người đi tới quán cà phê hầu gái trưởng hầu gái mỉm cười nói cung kính mời vào trưởng thôn chưa chết tâm lúc này đi tới sau lưng mọi người các ngươi không có gì muốn nói với ta sao ví dụ như trưởng thôn thật giỏi hoàng tuyền chỉ vào trưởng thôn nói biến thái mau biến đi những cô gái trẻ đáng thương và không biết gì là do ta cứu lấy lời nói này chính là galen thì thầm im lặng và phá vỡ phòng thủ ngươi xem trưởng thôn chơi vui biết bao nhiêu Lúc này mọi người mặc dù nói không muốn quán cà phê hầu gái nhưng cơ thể lại rất thành thật, từng người chìm sâu vào bên trong không cách nào thoát khỏi đương nhiên ngoại trừ tiên phong thuẫn chỉ nhìn thấy hắn im lặng hai nữ hầu gái bưng đĩa mỉm cười trong đó còn có một người là miêu nữ giới hạn sinh nhật ngươi muốn cơm trứng tráng đã làm xong rồi chỉ nhìn thấy trên mặt cơm trứng tráng vẽ hình đầu của tiên phong thuẫn bên trên còn viết chữ sinh nhật vui vẻ sau đó hai nữ hầu gái bắt đầu nhảy múa ca hát chúc tiên phong thuẫn sinh nhật vui vẻ mà tiên phong thái lúc này tâm trạng hoàn toàn sụp đổ rốt cuộc là tên khốn nào nói với mấy cô ấy hôm nay sinh nhật ta ái ất thủy ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của tiên phong thuẫn cười chảy ra nước mắt nhưng tiên phong thuẫn lại mang vẻ mặt tái mét lúc này một nữ hầu gái vỗ vào vai của ái ất thủy nghe vị chủ nhân kia nói hôm nay là sinh nhật của ngài mời cùng bọn ta nhảy vũ điệu sinh nhật ái ất thủy tức giận mà địch pháp sư đâm sau lưng trực tiếp bỏ trốn ở bên kia lê lê ti và vương gia đang tao nhã uống trà tất cả đều bị trưởng thôn nhìn thấy qua kính viễn vọng lúc này bà chủ đột nhiên xuất hiện phía sau lưng hắn dọa hắn lùi về phía sau bà chủ đen mặt nói bổn hệ thống không ở đây vài ngày ngươi đã làm cái gì rồi ngươi tìm nhiều cô gái trẻ như vậy mặc quần áo của bổn hệ thống để phục vụ đám nhân loại chẳng khác nào là muốn xỉ nhục bổn hệ thống trưởng thôn nghe xong bắt đầu hoảng loạn là ta cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của bà chủ là một phép màu trong lịch sử mỹ học của thế giới cho nên mới tạo ra quán cà phê hầu gái chính là muốn cho toàn thế giới thấy được phong cách của ngươi bà chủ ngươi không biết quần áo của ngươi ở trái đất là được chào đón nhất mọi người đều nói nữ hầu gái là đáng yêu nhất thế giới sau khi bà chủ nghe thấy những lời này túm lấy cổ áo của trưởng thôn tức giận nói bổn hệ thống không cần đáng yêu bổn hệ thống là thần thánh uy nghiêm ngươi hiểu không vậy thì không bằng bà chủ người đổi quần áo đi bà chủ nghe xong bắt đầu ngượng ngùng cô một tay kéo ngực một tay vuốt tóc nói ngươi cảm thấy ta đổi thành quần áo như nào thì đẹp Bộ dạng như vậy của bà chủ đã đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của Trưởng thôn, sau đó giữ lấy bả vai của bà chủ phấn khích nói đầu bơi, bà chủ ngài không biết, người trái đất tôn trọng nhất là đầu bơi, nói xong bà chủ phát ra ánh sáng chói lóa, sau khi ánh sáng biến mất bộ đồ hầu gái ban đầu biến thành đồ bơi, khiến cho vóc dáng tinh tế của bà chủ hiện ra, vô cùng đáng yêu rung động lòng người. Chính lúc trước Trưởng thôn lừa bảo bà chủ đổi sang đồ bơi, sau khi bà chủ điều tra xong hắn trực tiếp bị bà chủ đánh cho một trận, nhưng đối với Trưởng thôn không chỉ không may thậm chí còn lấy được một làn sóng máu ngày thứ hai sử ca mang người chơi tới núi hoành đoạn để hoàn thành nhiệm vụ lúc này sử ca phát hiện có điều gì đó khác thường thế là bảo vương ra đi kiểm tra tình hình nhưng lại bị tập kích sau đó ngã xuống dưới đất lúc này trưởng thôn ở bên kia đang nằm trên giường chơi game nhưng còn chưa bắt đầu trên màn hình xuất hiện chỉ thị xin đi nhặt xác của ái ất thủy điều này khiến trưởng thôn vô cùng tức giận thật sự xem ta là máy phục sinh không cảm xúc sao nhưng lúc này chỉ thị truyền tới ngày càng nhiều trong nháy mắt tất cả người chơi đều hiện ra chỉ thị xin đi nhặt xác lúc này trưởng thôn mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề bà chủ cũng xuất hiện sau lưng hắn vẻ mặt nghiêm túc nói sử ca chết rồi chính là vừa nãy trong đội chỉ còn lại mỗi sử ca là còn sống nhưng cô cũng bị thương nặng như vậy trước mặt cô xuất hiện ba tên gò chỉ nhìn thấy sử ca cầm lấy trường thương tấn công về phía gò nhưng không ngờ rằng bọn chúng lại biến thành rơi chính bởi vậy mà sử ca bại trận cuối cùng cũng tới rồi hắn đánh một trưởng vào một tên gò trực tiếp giết chết hắn ta tại chỗ hai tên khác nhìn thấy không ổn thế là biến thành rơi chuẩn bị chạy trốn nhưng trưởng thôn nào có dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng hai tay dễ dàng túm lấy bọn chúng sau đó dùng lực ném xuống đất khiến bọn chúng chết tại chỗ sau đó trưởng thôn đưa vài người đến hang động dùng thuật trị thương với sử ca chỉ thấy các vết thương trên cơ thể cô ấy trong chốc lát đều được chữa lành lúc này bà chủ xuất hiện phía sau lưng hắn nói không cần thái bạc nhĩ linh hồn của sử ca đã đi tới chợ vĩnh kiếp rồi cho dù ngươi có chữa trị cũng không có cách nào cứu sống cô ấy xét về giá trị cô ấy không phải là sự lựa chọn duy nhất cho chủ nhân võ quán cô ấy chỉ là lựa chọn số một của bổn hệ thống vào thời điểm ấy số một chết rồi bổn hệ thống phải chọn ra người số hai nhưng trưởng thôn vẫn y như cũ không từ bỏ sử dụng thuật trị thương nghiêm túc nói ta là trưởng thôn của thôn tân thủ sử ca là trưởng quản võ quán của ta bất kỳ thôn dân nào chết đi đều là trách nhiệm của ta mà bà chủ nói dựa vào năng lực của ngươi không thể từ trong chợ vĩnh kiếp sống quay về được nhưng ánh mắt của trưởng thôn vẫn kiên định lần thứ nhất không đi ta nhất định sẽ hối hận lỡ như cả ngươi cũng không quay về được thì sao vậy thì ngươi hãy tìm người thứ hai sau đó trực tiếp biến mất sau khi trưởng thôn đi bà chủ nhẹ nhàng nói như ngươi là sự lựa chọn duy nhất vừa nãy trong hang động truyền ra mệnh lệnh toàn quân rút lui sau khi gò brin nghe xong hỏi dạ hải tòng tướng quân vì sao đột nhiên rút quân mà em gái tên dạ hải tòng nói dạ chi tam dẫn đầu chết rồi dạ chi thi của bọn chúng cũng biến mất khỏi thẻ của ta nói xong đưa thẻ đá cho bọn chúng vừa nhìn một cái quả nhiên ba cái tên đã biến mất bọn chúng đều là do đại khấu ti tăng thêm sức mạnh trong dãy núi có khả năng tồn tại sử ca cường giả hoặc là sử ca sinh vật nếu không rút lui sẽ gặp đại họa sau đó đi đến bên cạnh túm lấy vương gia nói nhưng may mà thổ dân trong núi đã ở trong tay lúc vương gia tỉnh dậy nhìn thấy có ba cô gái trong đó có một cô gái không nói gì đã đè vương gia xuống đất sau đó xé quần áo của vương gia ra khi xé xong sử dụng ma thuật thần bí với vương gia một trận pháp màu tím trong nháy mắt xuất hiện trong tay của cô ta tiếp nhận ban ơn của thần dạ đi lúc này vương gia cảm nhận được một cỗ năng lượng thần kỳ máu trong cơ thể đều đang sôi sùng sục lúc này hệ thống xuất hiện chỉ thị bạn có chấp nhận phép màu của tộc dạ yêu tinh không từ chối ngươi sẽ tan thành mây khói hậu quả sau xác nhận không rõ đây còn có lựa chọn sao sau khi đồng ý trước ngực của cô xuất hiện ấn ký màu tím chủng tộc của ngươi biến thành người bán diệp ngươi đang rơi vào trạng thái kính nể giá chi sau đó dạ hải tòng đi tới trước mặt cô hỏi ngươi tên là gì vương gia vừa nghĩ ta không thể nói ra nhưng ngoảnh đầu lại trực tiếp nói ra tên mình lúc này cô sững sờ sao có thể như vậy cơ thể tại sao không chịu sự không chế của ta sau đó kiểm tra một chút kính nể dạ chi khi mà dạ yêu tinh nghi ngờ ngươi ngươi phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh dạ yêu tinh khi mà bọn chúng tín nhiệm ngươi thì kính nể dạ chi mới mất hiệu lực nhìn thấy lời giải thích vương gia sững sờ sau đó nghĩ đến những hình ảnh chỉ có thể ngầm hiểu chứ không được nói ra lúc này vương gia nói ra toàn bộ thôn tân thủ sau khi hỏi xong dạ hải tòng sờ cầm vương gia nói thứ thú vị như vậy đem cô ta giữ lại đây đi ta đang thiếu một thú cưng sau đó vương gia bắt đầu điên cuồng tưởng tượng ta chỉ muốn nói tưởng tượng đến mặt này còn phải phụ thuộc vào vương gia ngươi lúc này cô gái tóc dài bên cạnh nói gần đây cung hm cần một nhóm binh lính để bảo vệ đền thờ không bằng mang cô ta đến đó vì thế một người khác dẫn vương gia đi bên ngoài người kia cầm lấy cung tên nói ngươi đứng đây bắn con cú ở trên tường xuống vương gia nhận lấy cung tên bắt đầu dương cung một mũi tên khiến con cú chết ngay tại chỗ ngươi giết sứ giả của tộc cú thì chính là người của bọn ta lúc này hệ thống truyền đến chỉ thị ngươi giết sử giả quan sát của tộc cú nên danh tiếng của ngươi ở trong tộc cú đã giảm tới mức thù địch ngươi xem trưởng thôn vì sự ca mà liều mạng biết bao nhiêu không chỉ rơi vào hoàng tuyền tâm tối thậm chí xém chút nữa thì chết chính vừa nãy trưởng thôn đến trước một căn phòng thần bí vừa mới nhìn thì phía sau truyền đến âm thanh quay đầu lại nhìn phát hiện có một ngự tỷ gần giống với bà chủ nhưng không giống với bà chủ là cô ta mặc quần tất đen hơn nữa còn mặc một chiếc váy quấn dáng người ấn tượng hoàn toàn lộ ra đầy đủ là một ngự tỷ quần tất đen đúng nghĩa doi muốn gặp ngươi rất lâu rồi thần sinh tử và linh hồn trưởng thôn cười nói đám thần linh các ngươi thật có ý tứ mỗi một người đều hóa thành bộ dạng mà ta yêu thích nói xong liền nhào về phía cô ta mà cô gái cũng rất phối hợp cởi quần áo ra nhưng trưởng thôn sớm đã chuẩn bị bỏ chạy ta đoán được sẽ là như vậy ta làm như vậy chỉ để ngươi lộ ra bộ mặt thật của mình đúng như dự đoán cô ta biến về nguyên hình kẻ trộm nại sắt hãy nói ra mục đích thật sự của ngươi ta tin ngươi không phải tới để chiến đấu ngươi quá yếu ta muốn đổi lấy lại một linh hồn nếu như muốn đổi linh hồn thông thường cần trả giá, cho dù ngươi là thần linh yếu đuối hay thần linh mạnh mẽ đều phải trả ra chi phí tương xứng. Khi Trưởng thôn hỏi chi phí là cái gì, cô ta lại lần nữa đổi thành bộ dạng ngự tỷ tất đen nói đó là sự cung phụng và niềm tin của tín đồ dành cho ngươi. Sau khi nghe xong Trưởng thôn không nói gì lắc đầu, làm sao ta lại có thứ đó chứ? Nói xong phát hiện trong tay phát sáng đây chính là tín ngưỡng, một loại tín ngưỡng đơn thuần nhất mà từ trong ánh sáng ấy trưởng thôn nhìn thấy đám người tiên phong thuẫn thậm chí nhìn thấy tín ngưỡng của sử ca với trưởng thôn nếu như ngươi lấy tín ngưỡng của bọn họ để trao đổi vậy thì bọn họ sẽ không còn là tín đồ của người nghe xong trưởng thôn trực tiếp từ chối giao đổi lúc này trên trời có một tia xét vàng đánh xuống sau đó một sợi roi xanh bay xuống cùng với tia chớp cho trưởng thôn một roi cú đánh này trực tiếp đánh trưởng thôn bay vài mét lúc này hắn đã bị thương nặng ngươi vẫn y như cũ không muốn trao đổi sao trưởng thôn vẫn y như cũ từ chối một sợi roi lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này toàn bộ lại biến thành màu đỏ hiển nhiên là sức tấn công tuyệt đối sẽ mạnh hơn lần trước lúc sắp đánh xuống trưởng thôn ngự tỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng thôn một tay túm lấy sợi roi đánh xuống một vị thần linh thú vị như vậy đừng có rơi xuống đây nói xong đi tới trước mặt trưởng thôn sau đó đưa ra một yêu cầu đáng kinh ngạc chạm vào ta ngươi nhìn cô gái này vừa tiến lên liền bảo trưởng thôn chạm vào cô ta thân là vị trưởng thôn biến thái đương nhiên hắn sẽ không từ chối không ngờ cô gái còn vội vàng hơn trưởng thôn trực tiếp kéo một tay của trưởng thôn về phía trước chính như vậy cô gái túm lấy cổ áo của trưởng thôn hai người trong khoảng cách gần nhìn nhau khiến cho cả người trưởng thôn xấu hổ lúc này một tia chớp đỏ lóe lên trong tay của cô gái trưởng thôn đau đến mức gào lên mặc dù rất đau đớn nhưng tia xét đỏ này có thể giúp ngươi phá vỡ rào cản cứu được người mà ngươi muốn cứu chính vì vậy trưởng thôn tiến vào hoàng tuyền âm u ở trong hoàng tuyền âm u không ngừng rơi xuống ở trong chợ vĩnh kiếp có vô số cột đá linh hồn của sử ca cũng bị giam cầm trong một số đó chỉ nhìn thấy cơ thể cô phát sáng sợi dây màu xanh trói cô ta trên đỉnh cột đá lúc này trưởng thôn rơi xuống bên trong chợ vĩnh kiếp hắn túm lấy bả vai của sử ca trong nháy mắt sử ca đột ngột tỉnh dậy sợi dây màu xanh cũng bị đứt ra thành từng khúc mà trưởng thôn cũng không phí lời ôm cô vào trong lòng điều này khiến sử ca vô cùng xấu hổ vội vàng đẩy trưởng thôn ra ta cảnh cáo ngươi ta coi ngươi là anh em ngươi không thể lời còn chưa nói xong bị trưởng thôn cắt đứt mau chóng đi theo ta sấm sét này quá bó người rồi sau đó trực tiếp phủ áo choàng lên trên người sử ca rồi đem cô phi ra ngoài qua một hồi trưởng thôn đem được sử ca quay về lúc này trên bầu trời mây đen bao phủ ánh sáng đỏ xuất hiện một cỗ uy lực mạnh mẽ tấn công về phía trưởng thôn mà trưởng thôn chỉ có thể khó khăn chống lại cỗ uy lực này lúc này cô gái nói mau chạy đây là chủ nhân của máu và linh hồn trừng phạt song tử chính như vậy trưởng thôn dẫn sử ca rời đi lúc này trên bầu trời xuất hiện hai cặp mắt vì sao ngươi lại giúp kẻ trộm kia rõ ràng không liên quan đến ngươi nhưng roi không thể nhìn ra ngươi kẻ mắc bệnh điên cuồng này làm sao lại đem được nguồn gốc của sinh mệnh linh hồn cái chết vào trong túi ngươi là đồ tích sự ta sẽ còn quay lại ở bên kia trưởng thôn ở trong hang động bắt đầu giúp sử ca trị thương lúc này bà chủ đi tới nói vậy mà ngươi có thể cứu được sử ca thật khiến người ra kinh ngạc mà trưởng thôn mang vẻ mặt nghiêm túc nói có vị thần linh gian ác đang truy sát ta hắn nhìn thấy tư cách thần trên người ta bà chủ ngài có thể bảo vệ ta không mà bà chủ lại nói nhưng bổn hệ thống không cách nào ngang hàng với thần linh chỉ có thể mang các ngươi đi chạy trốn trưởng thôn nghe xong thở dài một hơi ta không muốn tiếp tục lưu lạc trưởng thôn vì cứu sử ca kết quả bị một đám thần linh phát hiện hơn nữa bọn chúng còn nhìn ra tư cách thần của trưởng thôn trưởng thôn trở nên mạnh hơn để chống lại các vị thần linh thế là quyết định tuyển thêm nhiều người chơi hơn và lập ra các căn cứ mới ngày thứ hai mọi người quyết định đi cứu vương gia lúc này trưởng thôn dừng chân nói xây dựng thôn trang ở đây hoàng tuyền nghe xong buồn bực vì sao phải xây dựng thôn mới Ai ất thủy nói có thể là khẩu phần ăn của thôn tân thủ không đủ rồi, đem chúng ta ra để chúng ta tự sinh tự diệt. Trưởng thôn nghe xong nổi cáo, ta không có lòng dạ hiểm độc như vậy, các ngươi cho rằng ta là bá tước Zera Morgan sao, mà tiên phong thuẫn cho rằng có thể là vì chống lại ngoại tộc. Đây chỉ là một nguyên nhân còn nguyên nhân khác, nói xong người chơi nhận được nhiệm vụ cứu lấy đồng đội vương gia. Phần thưởng nhiệm vụ cống hiến thôn trang tăng thêm 20%, kinh nghiệm thu được qua các nhiệm vụ tăng lên 20%, cuối cùng là chút trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại sau khi nhìn thấy trừng phạt đám người chơi kinh ngạc này cũng quá tệ rồi đây rõ ràng là bóc lột thậm chí hoàng tuyền còn điên cuồng chọc màn hình có trang web chính thức không ta muốn khiếu nại nếu như đã quyết định xong rồi mọi người không cần lãng phí thời gian ở một nơi gọi là thôn linh thôn dân đang giặt quần áo lúc này một cô bé nói quần áo giặt xong rồi ta đi trước đây tạm biệt đinh nhị lúc này cô bé tên đinh nhị một mình đi vào trong rừng rậm lúc này cô bé nhìn thấy một đám gò Goblin gò trồng cây a xem ra hôm nay đến lượt nhà linh giáp dùng rồi ngưỡng mộ quá lúc này đám người hoàng tuyền đi tới trước mặt cô bé xin chào cô bé xin hỏi đây là chỗ nào đi nhị nhìn đám người lạ mặt hỏi các ngươi là ai trong thôn chưa nhìn thấy qua các ngươi bọn ta là thợ săn của thôn khác đi nhị nghe xong cười nói đại trưởng thôn nói gần thôn chỉ có vài con sói đúng lúc mời thợ săn từ làng khác sang đây các ngươi là do đại trưởng thôn mời sao lúc này địch pháp sư nói bọn ta chính là thợ săn cho đại trưởng thôn mời tới đi nhị nghe xong cũng không nghĩ nhiều dẫn mọi người vào trong thôn tiếp đó đinh nhị cùng với người chơi làm quen lẫn nhau sau khi hỏi tên của cô bé người chơi phát hiện không đúng, đứa con gái tên Đinh Nhị, mà cha của cô bé là Đinh Nhất, càng kỳ quái hơn là khi mẹ cô bé ở bên cũng gọi là Đinh Nhị, khi đó cô bé là Đinh Tam, vì mẹ không ở đây cho nên cô bé là Đinh Nhị. Điều này khiến cho Hoàng Tuyền một con cá đã thoát khỏi giáo dục bắt buộc 9 năm rất đau đầu, mà tiên phong thuẫn lại kinh sợ hỏi vì sao ngươi phải thay thế tên của mẹ ngươi.